Chương 81, phát hiện sự xuất hiện của ngưng huyết tán, giống như cuồng phong bão vũ, lấy cái thế như lôi đình, nhanh chóng cướp lấy ngũ thành tiêu thụ của thị trường thuốc chữa thương, làm cho khu buôn bán của tiêu gia trong hai ngày ngắn ngủi hồi phục lại nhân khí trước kia, thậm chí cả trước kia cũng chưa từng có. Tại ngày thứ hai ngưng huyết tán được bán ra, hồi xuân tán của gia liệt gia tộc cũng từ từ đem giá cả hạ xuống như lúc đầu, nhưng vì bạo lợi hành vi lần trước đã làm phần lớn dòng binh phản cảm, cho nên, dù gia liệt gia tộc giảm giá, nhân khí ở khu buôn bán, cũng khó có thể có những tràng diện hỏa bạo như trước kia. Vì ô thản thành ở gần với ma thú sơn mạch, nên số lượng rong binh trong thành là rất lớn, mà trong ma thú sơn mạch nguy hiểm trùng trùng, cho nên nhu cầu của rong binh với thuốc chữa thương cũng cực kỳ khổng lồ. Bởi vậy, dù thị trường thuốc chữa thương bị tiêu ra đoạt đi hơn nửa, nhưng gia liệt gia tộc vẫn đang có lãi, nhưng số lãi bây giờ so sánh với đoạn thời gian trước, cũng chỉ bằng một nửa mà thôi thuốc chữa thương tiêu thụ hỏa bạo như vậy, vượt xa tưởng tượng của tiêu gia lần đầu tiên làm loại sinh ý này, buổi sáng, sẽ bị những dòng binh đã chờ sẵn ở đây mua đi, mà xế chiều, thuốc chữa thương trong khu buôn bán đã được tiêu thụ hầu như không còn, một số dòng binh không thể mua được ngưng huyết tán, bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đến khu buôn bán của gia liệt gia tộc, mua hồi xuân tán có phẩm chất kém hơn. Với nhu cầu lớn với thuốc chữa thương của dòng binh, gia liệt gia tộc coi như đứng vững lại trước thế công cuồng mãnh này của tiêu gia, tình hình sau này, phải xem số thuốc còn lại của ai hơn ai. Ngồi trong đại sảnh, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ nhìn Tiêu Chiến đang cười không ngậm miệng lại được, ánh mắt liếc nhìn ba vị trưởng lão, cũng đều là vẻ mặt tươi cười, tiếng cười vui vẻ, vẫn chưa từng dừng lại trong đại sảnh, chủ yếu nguyên nhân của việc này là vì buổi sáng Tiêu Viêm giả trang thành Hắc Bảo nhân, lại lặng lẽ đưa đến một đợt ngưng huyết tán. "A à, a, à, ngưng huyết tán Tiêu thụ quả thật quá mạnh mẽ, nếu lão tiên sinh không đưa đến một đợt nữa, sợ rằng thương khố của chúng ta cũng chẳng còn gì." Tiêu Chiến cầm một chiếc bình màu lục, tiếu mị mị nói, Đúng vậy, hai ngày ngắn ngủi, nhân khí của khu buôn bán, so với lúc cao nhất trước kia, còn nhiều hơn hai lần, số lỗ lúc trước cũng được bù lại từ từ. Hắc hắc, thêm vào lợi nhuận tiêu thụ của thuốc chữa thương mấy ngày nay, cũng có thể so sánh được với một hai tháng lợi nhuận của tiêu gia trước kia. Đại trưởng lão tính tình luôn trầm ổn, trước lợi nhuận lớn như vậy, cũng nhịn không được nói nhiều thêm, nếp nhăn trên khuôn mặt, giống như một đóa cúc hoa nở rộ. Câu này hơi điêu điêu, tiêu chiến cười gật đầu, quay lại nhìn tiêu viêm đang nhàm chán, không khỏi trách mắng, tiểu gia hỏa ngươi, mỗi lần lão tiên sinh đến gia tộc đều không thấy mặt mũi đâu, chẳng lẽ ngươi không thể yên ổn ở nhà đừng đi đâu sao? Vô cớ bị mắng, tiêu viêm bất đắc dĩ trợn tròn mắt, trong lòng thầm nói, nếu ta không đi, ngươi muốn đến đâu lấy thuốc chữa thương? Ai, lão tiên sinh này thật quá hào sảng, may là ta đã hỏi được dược liệu cần thiết hỏi ra, dược liệu sau này, do chúng ta giải quyết đi, tiêu gia đã có được rất nhiều chỗ tốt từ hắn, nếu lòng tham không đáy, sợ rằng thứ có được không bù nổi thứ mất đi. Tiêu Chiến lấy ra một tờ giấy, trầm ngâm nói: "Ân." Đối với lời nói của Tiêu Chiến, ba vị trưởng lão đều gật đầu, nếu không phải Tiêu Chiến nói, bọn họ thật sự đã đem việc này quên mất. "Hắc, lợi nhuận trước mắt lớn như vậy mà vẫn có thể tỉnh táo, không tồi, khó trách cha ngươi có thể trở thành tộc trưởng một tộc." Trong đầu Tiêu Viêm, vang lên tiếng tán thưởng của Dược lão. Cười gật đầu, Tiêu Viêm cũng hơi an tâm, dù hắn có thể trợ giúp tiêu ra một chút về mặt vật chất, nhưng gia tộc muốn cường thịnh trọng yếu nhất chính là năng lực của tộc trưởng nếu tộc trưởng không có năng lực nói khó nghe cho dù tiêu viêm có thần thông quảng đại thế nào cũng không thể đem một đống cho nát chát lên tường nhưng xem ra bây giờ tiêu chiến rõ ràng có loại năng lực đó tộc trưởng ba vị trưởng lão nhã phi tiểu thư của mễ đặc nhĩ đấu giá trường đang chờ ở ngoài cửa gia tộc lúc tiêu viêm đang cảm thấy vui vẻ một tộc nhân nhanh chóng đi vào đại sảnh cúi người cung kính nói nhã phi nghe vậy tiêu chiến ngẩn ra sau đó vội vàng nói, mau mời vào. Sau khi tộc nhân ra ngoài thông báo không lâu, một thân ảnh uyển chuyển, chậm rãi xuất hiện trong mắt mọi người, tiếng cười duyên, cũng chuyển đến đại sảnh. A a, tiêu tộc trưởng gần nhất thật đúng là Xuân Phong Đắc Ia. Đầu hơi dựa vào lưng ghế lạnh lẽo, tiêu viêm đem ánh mắt rời đến đại môn, hơi sửng sốt, trong ánh mắt tràn ngập kinh diễm. Bạn đang đọc truyện tại www kép, Chuyện phun cạnh đại môn, một nữ nhân thành thục mặc váy đỏ, mỉm cười mà đứng, chiếc váy bó sát người đem những đường cong là lướt thể hiện ra cực kỳ rõ ràng eo như thủy xà những đường cong uyển chuyển làm kẻ khác phải thèm thuồng đường xẻ tà của chiếc váy kéo dài lên đến đùi lúc đi lại từng mảnh tuyết trắng làm hoa mắt người khác xuân quang như ẩn như hiện kinh tâm động phách yêu tinh nhìn nụ cười tản ra thành thục dụ hoặc của nữ nhân này nhất thiếu nhất trung tam lão một thiếu niên một trung niên ba lão già trong đại sảnh đều không tự chủ được nói thầm một tiếng khái ho khan một tiếng, tiêu chiến cười đứng dậy, miệng khách sáo nói, nhã phi tiểu thư nói đùa rồi, lợi nhuận một năm của tiêu gia chúng ta, vẫn kém hơn một phân bộ của mễ đặc nhĩ đấu giá trường, đâu có tư cách gì mà đắc ý. Lạc lạc, tiêu tộc trưởng khiêm tốn rồi, nhân khí gần đây của khu buôn bán đã vượt qua đấu giá trường, đây là việc mà mọi người đều biết nha. Nhã phi cười khanh khách thi lễ với ba vị trưởng lão, lông mi khẽ chớp, ánh mắt mê người chuyển sang tiêu viêm. Có chút giật mình nói, xem ra trạng thái bây giờ của tiêu viêm tiểu thiếu gia so với trước kia càng mạnh hơn một ít. Nhã Phi tỷ trực tiếp gọi tên ta là được, mấy chữ tiểu thiếu gia này nghe rất dọa người. Tiêu Viêm ra vẻ thuần khiết cười nói, cách xưng hô này làm cho hắn cả người nổi da gà. Nghe vậy, Nhã Phi gật đầu. Không biết Nhã Phi tiểu thư hôm nay đến Tiêu ra là có việc gì. Tiêu Chiến cười dò hỏi. Nhã Phi cười gật đầu, ưu nhã ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tiêu Viêm, nhấp nhấp môi, khẽ cười nói thẳng vào chủ đề, Tiêu tộc trưởng mễ đặc nhĩ đấu giá trường đã cự tuyệt cung cấp dược liệu cho gia liệt gia tộc lời vừa nói ra chén trà trong tay tiêu chiến nhất thời đổ không ít trên bàn trong ánh mắt nổi lên một nét mừng như điên không dấu vết lau nước trà khóe mắt liếc nhìn ba vị trưởng lão phát hiện trong mắt họ cũng đồng dạng phát ra tia sáng trong đại sảnh hơi trầm mặc tiêu chiến đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch trần trừ nói tại sao các ngươi không phải vẫn bảo trì trung lập sao nhã phi cười mà không nói cắn răng, tiêu chiến thắp giọng hỏi, các ngươi làm như vậy, muốn chúng ta trả cái gì? không cần gì cả, nhã phi thản nhiên cười nói. a, à, sửng sốt lần nữa, tiêu chiến có chút không thể tin nhìn nhã phi đang cười, hắn cũng không tin tưởng mễ đặc nhĩ, đấu giá trường sẽ trợ giúp bọn họ đả kích gia liệt gia tộc. vuốt vuốt cầm, trong lòng tiêu chiến đột nhiên chấn động, dò xét hỏi, là vị lão tiên sinh kia làm? liếm liếm đôi môi đỏ mọng, nhã phi hơi gật đầu, cười nói, vị lão tiên sinh kia đã có thù lao cho nên tiêu tộc trưởng không cần lo chúng ta sẽ muốn gì từ tiêu ra, từ nay về sau, chúng ta coi như là cùng một trận tuyến rồi. Nghe vậy, trên khuôn mặt tiêu chiến rốt cuộc hiện ra cuồng hỉ, ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, tiếng cười làm cả căn phòng hơi rung chuyển. Chậm rãi thu hồi tiếng cười, tiêu chiến đột nhiên ý thức được mình quá đắc ý, cúi đầu, quả nhiên nhìn thấy ba vị trưởng lão đang bất đắc dĩ bĩu môi. Xấu hổ cười, Tiêu Chiến nhìn Tiêu Viêm đang che mặt cười trộm, hẹn quá thành giận quát, "Tiểu hỗn đản, cười cái rắm, còn không mau mời trà nhã phi tiểu thư, không có lễ phép." Bất đắc dĩ trừng mắt một cái, Tiêu Viêm với tay lấy một chén trà từ chiếc bàn bên cạnh, sau đó lật đà lật đật đi đến trước mặt Nhã Phi, hai tay đưa lên. Ôn Nhu cười với Tiêu Viêm, Nhã Phi tiếp nhận chén trà, khuôn mặt lại đột nhiên biến đổi, gắt gao nhìn đôi tay trắng nõn của Tiêu Viêm, hoặc là nói, nhìn chiếc giới chỉ màu đen trên tay phải nhìn ánh mắt của Nhã Phi, tiêu viêm nhíu mày, không giấu vết rút tay lại, đưa lưng về mấy người phụ thân, híp mắt lại, nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt. Bị tiêu viêm nhìn chăm chú như vậy, trong lòng Nhã Phi khẩn trương, sau đó Phi thường thức thời cúi đầu nhấp một ngụm trà, biểu tình trên khuôn mặt cũng được nàng thu liễm vô cùng tốt. Nhìn thấy hành động nhu thuận của nữ nhân này, tiêu viêm thở ra một hơi, vuốt vuốt mũi, miễn cưỡng về chỗ ngồi, cao mày lại như đang tự hỏi cái gì. Chương 82, thẳng thắn cùng mấy người tiêu chiến nói chuyện một lúc, Nhã Phi định cáo từ, Tiêu Viêm một bên vẫn đang bảo trì trầm mặc, lúc này cũng biểu hiện ra sự nhiệt tình của chủ nhà, dưới ánh mắt hài lòng của Tiêu Chiến, Tiễn Nhã Phi ra khỏi gia tộc. Đi ra khỏi gia tộc đại môn, Tiêu Viêm vẫn không có biểu hiện muốn trở về, hai tay gác sau đầu đi bên cạnh Nhã Phi, hai mắt híp lại, cũng không biết đang nghĩ gì. Đi cùng Tiêu Viêm, trong lòng Nhã Phi có chút khẩn trương, ngọc thủ nắm chặt, đã che kín mồ hôi, nàng là người có trí nhớ cực kỳ xuất sắc, lần trước tại đấu giá hội nàng từng ngẫu nhiên nhìn thấy đôi tay của hắc bảo luyện dược sư thần bí trắng nõn tràn đầy sức sống như tay của một thiếu niên hơn nữa trên bàn tay trắng nõn kia đeo một chiếc giới chỉ màu đen giống hệt của tiêu viêm có sự trùng hợp này lại suy nghĩ đến vì sao vị luyện dược sư thần bí kia lại chiếu cố cho tiêu ra một số câu hỏi đã suýt vụt miệng nói ra khẽ cắn môi khóe mắt nhã phi lén đánh giá thiếu niên bên cạnh thiếu niên mặc một chiếc áo xanh cũng không đắt tiền thân hình cường tráng khuôn mặt thanh tú Mặc dù có chút non nớt, nhưng nụ cười như ẩn như hiện trên khuôn mặt, nhìn thế nào cũng không giống một thiếu niên không có chút hiểu biết nào. Tinh tế đánh giá Tiêu Viêm một lúc, Nhã Phi vẫn rất khó tin tưởng, người ở đấu giá trường, làm chính mình cùng cốc ni kính kính cẩn cẩn ấy, chỉ là một thiếu niên thanh tú chỉ mới khoảng 17 tuổi. Nhìn đủ chưa? Ngay khi Nhã Phi có chút bất đắc dĩ cười khổ, thiếu niên bên cạnh nhàn nhạt lên tiếng. Cước bộ chậm lại, Nhã Phi khẽ thở dài, "Ngươi, ta nên gọi ngươi là lão tiên sinh, hay là Tiêu Viêm tiểu đệ đệ?" Tiêu Viêm nhíu mày, đột nhiên hất hất cầm về một phía, đến kia Nhã Phi nhìn theo ánh mắt của hắn, gương mặt không khỏi ửng đỏ, thì ra chỗ Tiêu Viêm chỉ, dĩ nhiên là một chỗ tình lữ hẹn hò nổi tiếng ở Ô Thản Thành. Hơi do dự một chút, Nhã Phi định đề nghị đổi lại một chỗ khác, song Tiêu Viêm đã nghênh ngang đi vào, hơn nữa ngồi xuống chiếc ghế đá dưới bóng cây đại thụ. Đối với hành động trái ngược với biểu hiện cung thuận ở gia tộc, Nhã Phi chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, thân phận chuyển hóa thế này, cũng quá nhanh đi. Cước bộ khẽ rời, chậm rãi đi về phía trước, ngồi xuống đối diện với Tiêu Viêm, một đôi mỹ mâu mê người, cẩn thận đánh giá thiếu niên trước mặt. Nhận ra rồi, vươn tay hái một chiếc lá ngậm vào miệng, Tiêu Viêm hàm hồ hỏi. Ngọc Thù của Nhã Phi gạt đi chiếc lá rơi xuống trên đầu, tùy ý phong tình, làm cho một vị nam tử cách đó không xa đăm đăm nhìn, mím đôi môi đỏ mọng, cười khổ nói, kỳ thật ta tình nguyện tin tưởng là chính mình đoán sai. Nghe vậy, đôi mắt híp lại, hàm răng Tiêu Viêm hung hăng cắn vào chiếc lá ngươi sẽ không định giết người diệt khẩu chứ? Nhìn thấy bộ dáng của tiêu viêm, nhã phi nhất thời có chút sợ hãi nói, chỉ là trong cặp mỹ mâu kia, lại xẹt qua một nét tiểu ý. Ta đang tính cưỡng gian ngươi, sau đó vứt xác. Tiêu viêm ác độc nói, nghe lời nói có chút thô lỗ này, khuôn mặt nhĩ phi ửng đỏ, kiều mị trừng mắt nhìn hắn, sẵn giọng tiểu hài tử học từ đâu mấy thứ bất lương như vậy. Bĩu môi, tiêu viêm vặn eo một cái, nếu đã bị nhận ra thân phận, hắn cũng sẽ không quanh co, hắc bảo nhân cùng các ngươi nói sinh ý trước kia, đích xác là ta. Nhưng người luyện dược, hẳn không phải ngươi. Ánh mắt nhã phi lưu chuyển, lại cười nói, nàng cũng không phải kẻ ngốc, thực lực của tiêu viêm thế. Nào, nàng rất rõ ràng, cho dù hắn là một luyện dược sư, nhưng vì lý do tự thân thực lực, hắn cũng không thể luyện chế ra loại đan dược như tụ khí tán. Nữ nhân quá thông minh, nam nhân sẽ không thích. Liếc mắt nhìn nhã phi đã đoán được 8-9 phần sự thật, tiêu viêm bĩu môi nói, bạn đang đọc truyện tại www chuyện phun đó chỉ là ý nghĩ của mấy nam nhân tục tằng mà thôi nhã phi nhíu mày trong giọng nói có vài phần khinh thường trợn mắt một cái tiêu viêm không dây dưa với nàng trong cái vấn đề nhàm chán này ngậm chiếc lá trong miệng thản nhiên nói ngươi hẳn là biết ta tìm ngươi làm gì thân phận của ta tận lực giữ bí mật việc này đối với mọi người đều có chỗ tốt liếm liếm môi tiêu viêm liếc mắt nhìn mỹ nhân quyến rũ trước mặt đương nhiên đừng xem việc này là điểm yếu của ta nếu không ngươi sẽ mất nhiều hơn được. Ta rất giống loại nữ nhân ngu ngốc hung đại vô não, ngực to mà không có đầu óc sao. Nhã phi vô tội vẫy vẫy tay. Tiêu viêm chăm chú nhìn bộ ngực ba đảo mãnh liệt kia, một lát sau mới gật đầu, ngực đích xác rất lớn, đáng tiếc có não hay không, phải xem biểu hiện sau này. Bị một thiếu niên bé hơn vài tuổi chiếm tiện nghi, nhã phi chỉ có thể dở khóc dở cười lắc đầu, không nói song trọng thân phận của tiêu viêm, chỉ với bộ dáng thiếu niên này của hắn, sẽ rất khó gây ác cảm cho người khác vậy việc hợp tác của chúng ta nhã phi có chút khẩn trương nhìn chằm chằm tiêu viêm đây mới là vấn đề mà nàng muốn hỏi nhất như trước các ngươi cự tuyệt cung cấp dược liệu cho gia liệt gia tộc ta trả cho các ngươi năm viên tụ khí tán làm thù lao nhún vai thanh âm nhàn nhạt của tiêu viêm làm nhã phi thở ra một hơi a à, a à, rất chờ mong sự hợp tác của chúng ta hào phóng vân tay ra nhã phi thản nhiên cười nói miễn cưỡng gật đầu tiêu viêm cầm ngọc thủ mềm mại kia nhưng ngoài dự đoán của nhã phi vừa chạm đã buông. Nhìn hành động không thể đoán trước của thiếu niên trước mặt, Nhã Phi nhịn không được thở dài một hơi, thật sự để người khác hoài nghi, người thật sự chỉ có 17 tuổi hay không? Ta phát hiện chính mình một mực bị ngươi sỏ mũi. Vô thị loại đề tài này, Tiêu Viêm phất phất tay, đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, sau này gặp mặt, vẫn nên dùng thái độ trước kia đi, miễn cho người khác nhìn ra sơ hở. Cười gật đầu, Nhã Phi nhẹ giọng nói, lúc nào rảnh rỗi? có thể mời vị luyện dược sư kia đến làm khách ở mễ đặc nhĩ đấu gia tràng chúng ta vĩnh viễn hoan nghênh cước bộ chậm lại tiêu viêm vút vút mũi hàm hồ nói lúc nào rảnh hãy nói một lần nữa phất phất tay tiêu viêm dứt khoát đi không có chút trần trừ nào đứng tại chỗ nhìn thiếu niên từ từ đi xa nhã phi cười khổ lắc đầu thấp giọng nói thật sự là một tiểu yêu quái không hiểu nha đầu của nạp lan ra vì sao lại giải trừ hôn ước với hắn ai nạp lan túc sau này sợ rằng sẽ hối hận đến hộc máu Chương 83, tiểu phường chủ sau khi ngưng huyết tán bắn ra không được một tháng, tiêu gia đã chiếm lĩnh 70% thị trường thuốc chữa thương, lợi nhuận cực lớn, làm cho tiêu gia vui mừng một mảnh, số lượng người thưa thớt trước kia, bây giờ lại liên miên không dứt, náo nhiệt như một cái thị trấn. So sánh với tiêu gia, gia liệt gia tộc lại là một mảnh âm trầm, bởi vì bạo lợi hành vi trước kia, làm phần lớn dòng binh ghét bỏ, hơn nữa ngưng huyết tán của tiêu gia, công hiệu so với hồi xuân tán. Cũng mạnh hơn không ít, cho nên, sản nghiệp thuốc chữa thương của gia liệt gia tộc vẫn bị tiêu gia chèn ép đến mức không thể động đậy. Nếu không phải thuốc chữa thương của tiêu gia là cung ứng có hạn lượng, sợ rằng gia liệt gia tộc chỉ có thể hút cháo. Tuy sản nghiệp thuốc chữa thương có bị chèn ép, nhưng lợi nhuận vẫn không nhỏ, thứ gia liệt gia tộc đau đầu nhất, vẫn là lượng lớn dược liệu cần thiết để luyện dược. Làm tư nguyên khố lớn nhất trong thành, mễ đặc nhĩ đấu giá tràng đã cự tuyệt hợp tác cùng họ. Đối với loại phong tỏa dược liệu này, gia liệt gia tộc cũng giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng dù họ có giận thế nào đi nữa, họ cũng không dám bắt buộc Mễ Đạc Nhĩ đấu giá tràng. Phải biết rằng, thế lực đằng sau Mễ Đạc Nhĩ đấu giá tràng là một trong những thế lực cường đại đứng đầu ở Gia Mã Đế Quốc, một cái tiểu gia tộc ở Ô Thản Thành, còn không có lá gan lớn đến mực chọc đến bọn họ. Lộ số ở đấu giá trường đã không đi được, gia liệt gia tộc bất đắc dĩ phải dùng giá cao hơn mấy lần giá thị trường, thu mua tất cả dược liệu trong các dược liệu điếm ở Ô Thản Thành. Dù vậy, đây cũng chỉ là kế sách tạm thời, dù sao những dược liệu điếm này cũng không có thực lực cung ứng lâu dài số lượng dược liệu khổng lồ như vậy. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất, tất cả mọi người ở ô thản, thành đều nhìn ra gia liệt gia tộc cũng tiêu ra hỏa khí cùng sát ý, trợ giúp gia liệt gia tộc lúc này, không thể nghi ngờ là đắc tội với tiêu gia, cho nên sau lần đầu cung cấp cho gia liệt gia tộc, rất nhiều dược liệu điếm, cũng không dám cung cấp một số lượng lớn như vậy nữa, mà hành động như thế, càng làm cho gia liệt gia tộc, như thêm xương trên tuyết. Kể từ đó, nguồn cung cấp dược liệu cho gia liệt gia tộc gần như đã bị chặt đứt 8 phần, hai phần còn lại đã không đủ thỏa mãn nhu cầu luyện chế thuốc chữa thương, vì vậy, gia liệt gia tộc vạn ngàn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lấy giá cao từ các thành thị khác mua dược liệu, như thế mới miễn cưỡng giải trừ nguy cơ dược liệu không đủ, nhưng chính vì thế, lợi nhuận của gia liệt gia tộc lại một lần nữa kém đi, nếu không có số lãi trước đó chống đỡ, gia liệt gia tộc sợ rằng đã sớm phá sản. Ô Thản thành bây giờ, Tiêu gia mượn gió đông của thuốc chữa thương, địa vị tăng cao, thậm chí có biểu hiện vượt mặt hai đại gia tộc khác. Trong khu buôn bán ồn ào, Tiêu Viêm lười biếng đi trên ngã tư đường, phía sau hắn, đi theo bảy tám đại hán mặc trang phục hộ vệ của Tiêu gia. Trên ngực của mấy đại hán này, đều không ngoại lệ có bốn mảnh kim tinh. Hiển nhiên, những đại hán này, đều ít nhất có thực lực tứ tinh đấu giả. Trên đường, dòng người có chút mãnh liệt, rất nhiều dông binh hung hãn cả người tản ra huyết tinh mùi vị khi nhìn thấy vị thiếu niên uể oải hai tay gác sau đầu, đều là hòa thiện cười với hắn, một số người khá quen thuộc, càng lớn tiếng trêu đùa, tiểu phường chủ, lại đi dạo phố à. Mỗi lần nghe loại, xưng hô này, tiêu viêm đều có chút bất đắc dĩ miễu miễu môi, sau đó phát ra một tiếng thấp giọng thở dài. Nửa tháng trước, tiêu chiến đột nhiên bảo hắn đến quản lý khu buôn bán này, đối với hành động này của tiêu chiến, tiêu gia vẫn tranh luận rất lâu. Hơn 10 tuổi đã quản lý một khu buôn bán, việc này tại tiêu gia chưa từng có, nhưng nhớ đến tiêu viêm bây giờ đã không giống trước kia một số người cũng chỉ có thể đáp ứng vì vậy tiêu viêm đang nghỉ ngơi thư giãn ở gia tộc lại phải đến đây mặc dù khu buôn bán rất lớn nhưng làm tiêu viêm vui mừng là việc quản lý cũng không quá mệt nhọc một số ngã tư đường đông người cùng với giá cả của một số khu vực đông khách hắn đều giao cho lão quản gia mà phụ thân chuyên môn phái tới mỗi ngày ngẫu nhiên mang theo một đám đại hán đi xem xét quản lý vấn đề an toàn trong khu buôn bán cuộc sống cũng khá an ổn tiêu sái Tiêu Viêm nhìn như tính tình bình thản lạnh nhạt, nhưng lại cực kỳ thích cùng các dòng binh nói chuyện, đến mạo hiểm kích thích khi làm nhiệm vụ, ma thú kỳ dị, cùng với một số ít sơn động, có công pháp mà tiền nhân lưu lại, những thứ này làm máu mạo hiểm trong người Tiêu Viêm nóng lên, hận không thể ngay bây giờ tiến vào trong rừng sâu, đi tìm những công pháp cùng đấu kỹ thần bí mà cường đại đó. Tiêu Viêm tuổi còn nhỏ, khuôn mặt thanh tú non nớt vốn làm người ta khó sinh ra ác cảm, hơn nữa người này mỗi khi cao hứng lại lấy ra một đống thuốc chữa thương tặng, cho người khác, cho nên, điều này làm, cho những dòng binh đại hán tính tình hào sảng đối với hắn rất có hảo cảm. Lâu dài, khu buôn bán này, số lượng khách quen, gần như là cao nhất trong những khu buôn bán của tiêu gia. Nhớ lại những việc của nửa tháng nay, tiêu viêm có chút cảm thán, loại cuộc sống này, kéo dài không lâu lắm a, à, nhiều nhất là hơn một tháng sau, hắn sẽ cùng dược lão ngoại xuất tu hành, sau này, sợ rằng trong một hai năm, cũng sẽ không trở về. Đem phiền muộn trong lòng ném ra ngoài, Tiêu Viêm ngẩng đầu, một đạo thân ảnh có chút hèn mọn nhỏ gầy, đột nhiên từ trong đám người chạy lại đây dừng cước bộ nhìn vị nam tử nhỏ gầy này, Tiêu Viêm nhướng mày, nhàn nhạt nói, "Khắc Lỗ, sao không đi làm đại nghiệp phát tài của ngươi, đến chỗ ta làm gì?" Nam tử hèn mọn trước mặt là kim thủ nổi danh trong khu buôn bán, ách, cũng chính là trộm vật, với loại nghề nghiệp sinh sống trong bóng ma này, Tiêu Viêm cũng không muốn đem bọn họ hoàn toàn loại bỏ, trong lòng hắn rõ ràng, mọi việc đều có mặt trái mặt phải, Loại nghề nghiệp này dù bị mọi người xem thường, nhưng tin tức bọn họ cung cấp lại cực kỳ linh thông. Trong ô thản thành bất kể xảy ra việc gì, bọn họ cũng có thể biết dc chút ít. Hắc hắc, tiểu thiếu gia. Nịnh nọt cười với Tiêu Viêm, nam tử nhỏ gầy tên khắc lỗ mị tiếu nói, tiểu nhân đến đây báo cho ngài một việc. Vừa rồi ta nghe thủ hạ nói, mấy người huân nhi tiểu thư tại bên ngoài khu buôn bán bị một nam tử xuất ngôn khinh bạc. Tiểu nhân lúc đấy mới nhanh chân đến báo tin. A, à, đúng rồi, gia liệt áo của gia liệt gia tộc cũng ở đó, xem bộ dáng hình như hắn cũng quen biết tên nam tử đó, bọn họ có không ít người. Hai mắt híp lại, sắc mặt lạnh nhạt của tiêu viêm chậm rãi biến thành âm hàn, quay đầu lại, nhẹ giọng nói, tiêu lực, gọi người, chỉ cần còn sống, toàn bộ gọi đến cho ta, dạ. Một đại hán cung kính đáp, sau đó nhanh chóng xoay người chạy vào sâu trong khu buôn bán, dẫn đường. Quay đầu, tiêu viêm hất hất cầm với khắc lỗ, nhàn nhạt nói, nhìn sắc mặt Tiêu Viêm đột ngột trở nên âm lãnh, Khắc Lỗ vội vàng gật đầu, không dám nói thêm gì, vội vàng dẫn đường phía trước. Đám Vương Bát đàn này cũng dám đến địa bàn của Tiêu gia ta đùa giỡn, người của Tiêu gia, Tiêu Viêm ta hôm nay nếu cho các người bình yên vô sự rời khỏi đây, vậy ta cũng không cần làm phường chủ nữa. Liếm liếm môi, Tiêu Viêm lạnh lùng nhẹ giọng nói, làm cho Khắc Lỗ phía trước thân hình run lên, tốc độ càng nhanh hơn. Chương 84, Phế Bỏ Liễu Tịch bây giờ rất hưng phấn, mà lý do hắn hưng phấn chính là thanh y thiếu nữ xinh đẹp đứng cách đó không xa thiếu nữ mặc một bộ trang phục thanh nhã khuôn mặt tinh xảo không hề trang điểm phấn son vạn phần tự nhiên mái tóc được buộc lại bởi chiếc dây buộc màu xanh vừa vặn dài đến bên hông gió nhẹ thổi quan mái tóc khẽ bay cực kỳ động lòng người trên chiếc eo thon nhỏ của thiếu nữ một cái dây lưng màu tím đem những đường cong uyển chuyển thể hiện ra rất rõ nét ngay cả ánh mắt của người đi đường cũng nhịn không được lén nhìn qua trong lòng thầm nghĩ nếu được ôm vòng eo thon nhỏ như vậy vào trong lòng sẽ là một loại hưởng thụ như thế nào ánh mắt nóng cháy nhìn thiếu nữ bàn tay liễu tịch vì kích động mà khẽ run rẩy thanh nhã thiếu nữ trước mặt cùng những nữ tử hắn đã từng chơi đùa qua hoàn toàn khác nhau khí chất thoát tục như một bông hoa sen quả thực làm cho tên liễu tịch yêu nữ như mạng này hận không thể lập tức có được nàng ánh mắt nhìn lướt qua tiêu ninh vừa bị hắn một trưởng đánh ngã trên mặt đất liễu tịch cười nói muốn hộ hoa cũng phải có chút bản lãnh người còn kém lắm. Bị liễu tịch cười nhạo, khuôn mặt tiêu ninh nóng lên, hai mắt đỏ bừng nhìn kẻ trước mặt, bộ dáng cắn răng như hận không thể lao lên cắn hắn một cái. Tiêu ninh, quay lại, ngươi không phải đối thủ của hắn. Khuôn mặt tiêu ngọc có chút băng hàn, tiến lên một bước, nhẹ giọng quát. Bạn đang đọc chuyện tại HTTP, Chu Yên Phun. Vên tiêu ninh cắn chặt răng, cân nhắc một chút thực lực của hai bên, chỉ có thể không cam lòng lùi lại, mất thể diện trước mặt nữ hài mà mình thích như vậy, làm hắn xấu hổ muốn chết. Ánh mắt quét đi quét lại trên người Tiêu Ngọc, cuối cùng ánh mắt của Liễu Tịch dừng lại trên đôi chân dài gợi cảm kia, không khỏi tán thưởng nói, lại là một cực phẩm nữ tử, xem ra vận khí của ta hôm nay cũng không tệ. A à, a, à, Liễu Tịch đại ca, bọn họ đều là người của Tiêu gia, nữ nhân này tên là Tiêu Ngọc, nhưng tính tình nàng quá cay, nam nhân không có bản lãnh thì không thể hàng phục nổi nàng. Gia Liệt áo cười mỉm đi đến bên cạnh, có chút bị ổi cười nói, a à, a, à, càng cay mới càng có vị ánh mắt liễu tịch lại liếc sang thanh y nữ tử, con người lóe ra ánh sáng, còn nữ hài tử này, gọi là gì? Nhìn liễu tịch có chủ ý với người mình thích, khóe miệng ra liệt áo hơi di à tê hát giật, sau khi trong lòng nguyền rủa tên vương bát đản đã bị tê trùng nhồi vào não này, mới bắt đắc dĩ trả lời, nàng gọi là tiêu huân nhi. Tên rất hay, mỉm cười gật đầu, liễu tịch không nói nhảm thêm với da liệt áo. Tiến lên hai bước, giả ra một bộ dáng thân sĩ cười nói, tại hạ liễu tịch, không biết có thể mời hai vị tiểu thư đi dạo quanh khu buôn bán. A à, a, à, nếu trong này có thứ mà hai vị tiểu thư coi trọng, cứ tính hết lên tại hạ. Vừa nói, tay Liễu Tịch hơi hạ xuống, đem nghề nghiệp huy chương của mình, có chút huyền diệu lộ ra. Trên huy chương, có một dược đỉnh cổ xưa, bên ngoài dược đỉnh, một đạo ba văn màu bạc, dưới ánh sáng mặt trời, phản xạ ra quang mang khác thường. Luyện dược sư nhất phẩm. Nhìn huy chương nghề nghiệp trên ngực Liễu Tịch, đám người xung quanh, nhất thời thất thanh kinh hô, mà những tiếng kinh hô này, làm cho nụ cười trên mặt Liễu Tịch càng ngày càng đậm nghe thấy mấy chữ nhất phẩm luyện dược sư, khuôn mặt tiêu ngọc khẽ biến, nhưng lấy tính cách của nàng, tự nhiên không có khả năng, vì vậy mà cùng tên nhìn qua có chút mày trộm mắt chuột này cùng đi dạo, lập, tức lạnh lùng lên tiếng, không rảnh, ngươi đi tìm người khác đi. Dứt lời, một tay kéo hân nhi, xoay người muốn đi, vừa xoay người, trong đám người, vài tên đại hán đã chạy ra, vẻ mặt dâm tiếu cản đường. Nhìn mấy tên đại hán trước mặt, khuôn mặt tiêu ngọc trầm xuống, quay người lại, lạnh lùng nói với gia liệt áo, đây là địa bàn của tiêu gia chúng ta, người có quá kiêu ngạo không? a à, a, à, tiêu gia, rất mạnh sao? cũng chỉ dựa vào ngưng huyết tán mà kéo lại một chút nhân khí mà thôi, nếu ta muốn, ta có thể rất nhẹ nhàng làm cho tiêu gia các ngươi nguyên khí đại thương, hồi xuân tán cũng chỉ là thứ thuốc mà ta tùy ý làm ra mà thôi. liễu tịch phẩy phẩy tay, đắc ý nói. nghe vậy, khuôn mặt tiêu ngọc giận dữ, nhưng cũng không mắng ra tiếng, nàng hiểu rõ thực lực của luyện dược sư cũng không dám nói những lời quá mức khó nghe, tránh mang đến một số phiền toái không cần thiết cho tiêu gia. Tuy tiêu ngọc lo lắng việc này, nhưng Huân Nhi sẽ không để ý đến mấy thứ đó, nàng chỉ biết, mấy thứ rắc rưởi hình người này đã chỉ hoãn thời gian nàng gặp tiêu viêm. Khẽ ngước mắt, nhìn liễu tịch vẻ mặt đắc ý, miệng Huân Nhi khẽ hé mở, thanh âm nhẹ nhàng linh động, nhưng nội dung lời nói lại làm cho mọi người đều sững sờ, rác rưởi cuối cùng cùng cũng chỉ là rác rưởi, cho dù có khoác thêm cái vỏ luyện dược sư, cũng vẫn chỉ là rác rưởi như cũ mà thôi, loại người có chút bản lãnh đã đi khoe khoang giống ngươi, theo cách nói của Tiêu Viêm ca ca, ngươi là một tên ngu ngốc. Con đường thoáng yên tĩnh, rất nhiều người đều kinh ngạc, vị thiếu nữ thanh nhã động lòng người này, lúc mắng người, dĩ nhiên cũng không kém hơn người khác. Tiêu Ngọc cũng ngạc nhiên nhìn Huân Nhi bên cạnh, một lúc lâu sau mới bĩu môi nói, ta đã sớm nói qua, ngươi sẽ bị tiểu hỗn đản đó ô nhiễm. Bị Huân Nhi châm chọc không chút khách khí trước mặt mọi người, Liễu Tịch lòng dạ vốn đã không lớn, nụ cười trên mặt cũng từ từ biến mất, âm trầm nói, "Nhiều năm qua, ngươi là người đầu tiên dám nói với ta như vậy." Thật sự là, câu nói quá ngu ngốc. Tay khẽ nhu nhu chán, Huân Nhi bây giờ đã có thể xác định, người trước mặt này, nếu không phải ngu ngốc, vậy hẳn là quá tự cao rồi. Ra liệt áo, động thủ đi, vốn định dùng một ít thủ đoạn, đáng tiếc, nàng cũng không nhận tình. Khuôn mặt âm trầm phất phất tay, Liễu Tịch lạnh giọng nói, "A, à, gia liệt áo ngẩn ra, có chút đau đầu, trong lòng cười khổ nói, trong đầu tên gia hỏa này cuối cùng nghĩ cái gì a? À? Cha nói quả nhiên không sai, hắn trừ bỏ biết luyện dược, quả thật là một tên vô dụng, mẹ kiếp, tại sao người như vậy có thể trở thành luyện dược sư? Thở dài một tiếng, gia liệt áo đành phải cười khan nói, Liễu Tịch đại ca, gia liệt gia tộc chúng ta bây giờ cũng không động vào được Tiêu gia a. À? Tiêu gia? Cười lạnh một tiếng, Liễu Tịch khinh thường nói, chỉ cần ta có nàng, ta sẽ giúp các ngươi xử lý Tiêu gia ngoài hồi xuân tán, ta còn có thể luyện chế hai, ba loại đan dược khác, nếu luyện ra, sẽ giúp các ngươi đẩy tiêu ra xuống hoàn cảnh trước kia. Nghe vậy, gia liệt áo ngẩn ra một lần nữa, hắn không nghĩ tới, người này sẽ dễ dàng đem chiêu bài của mình nói ra, trong lòng vui mừng. Sau đó trong lòng cảm thán một tiếng có phải hay không trí tuệ càng kém, tỷ lệ trở thành luyện dược sư mới càng cao, ra liệt áo vung tay lên, bắt lấy các nàng. Thấy ra liệt áo mở miệng, hơn 10 đại hán phía sau, lập tức hung hãn vây ba người huân nhi lại thấy đối phương kiêu ngạo như thế, tiêu ngọc tức giận, đến trận ngược lông mày, cười lạnh một tiếng, ngọc thủ kéo vào bên hông, một cái trường tiên roi ra, màu xanh, hung hăng quất vào một đại hán đang lao lên, ba một tiếng, một vệt máu đỏ dài xuất hiện trên mặt hắn. tuy tiêu ngọc là tam tinh đấu giả, nhưng hơn mười đại hán của đối phương thực lực cũng khoảng đấu giả, sau khi đánh ngã hai ba đại hán, tiêu ngọc rốt cục từ từ rơi vào hạ phong, có chút chật vật tránh né, một trưởng đem một tên đại hán hộc máu lùi lại khuôn mặt tiêu ngọc cũng trắng bệch lùi về sau vài bước quay đầu quát tiêu ninh dẫn huân nhi đi gọi tên tiểu hỗn đàn kia ra tiêu ninh vội vã gật đầu khuôn mặt đột nhiên biến đổi gấp gáp quát tì cẩn thận nghe tiêu ninh nhắc nhở tiêu ngọc vội quay đầu lại chỉ thấy tên đại hán bị nàng quát một roi lúc nãy đang vẻ mặt giữ tợn dơ lên thiết quyền hung hăng đánh về phía ngực nàng thấy tên gia hỏa này lại dùng đòn hạ lưu công kích bộ vị của nữ nhân khuôn mặt tiêu ngọc tức giận đến nỗi khuôn mặt có chút xanh đen đấu khí ngưng tụ trong tay Vừa muốn tàn nhẫn bổ ra, một thân ảnh màu đen rất nhanh hiện ra bên cạnh, kình phong hung hãn, nện trên khuôn mặt của tên đại hán, lực đạo cực lớn, trực tiếp làm hắn khuôn mặt đầy máu lăn vài vòng trên mặt đất mới dừng lại được. Những ai vừa động thủ, đều phế bỏ, trong tay thiếu niên cầm một thanh cương thiết côn, ánh mắt có chút âm lãnh liếc nhìn Liễu Tịch cùng ra liệt áo trước mặt, khẽ hé miệng, trong thanh âm nhàn nhạt, có một chút âm lãnh. Nghe thanh âm của thiếu niên, trong đám người, hơn 10 đại hán cầm thiết côn, như sói như hổ, Vẻ mặt hung hãn đi ra. Chương 85. Tiếp nhận đối mặt với hơn 10 tứ tinh đấu giả cầm thiết côn trong tay, mấy tên hộ vệ vừa diễu võ dương oai lúc trước, sắc mặt nhất thời trắng bệch, còn chưa kịp chạy trốn, một thanh thiết côn đen nhánh đã hung hăng đập đến, chỉ sau một lúc, tiếng kêu thảm thiết đã vang vọng cả ngã tư đường. Lạnh lùng liếc mắt nhìn ra liệt áo, Tiêu Viêm quay đầu lại, nhìn Tiêu Ngọc vì tức giận mà khuôn mặt đỏ bừng, ngữ khí hơi nhu hòa đi một chút, không sao chứ? Lần sau các ngươi đến đây, báo trước cho ta một tiếng gần nhất đám hỗn đản của gia liệt gia tộc kia vẫn đang muốn gây ra chút phiền toái lần đầu được tiêu viêm nói chuyện nhẹ nhàng như vậy tiêu ngọc ngẩn người khuôn mặt lại đỏ thêm vài phần có chút không biết làm gì di động ánh mắt ngoài miệng nói lúc ra ngoài thì gặp Huân nhi nàng nói muốn đến đây nên ta đi cùng nàng ta đâu ngờ đến sẽ gặp đám hỗn đản này tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu ánh mắt chuyển đến thanh y thiếu nữ vì hắn xuất hiện mà vui vẻ đầy mặt tiểu y trên khuôn mặt lại càng thêm nhu hòa vừa rồi mắng rất thống khoái a à. Nghe tiêu viêm trêu đùa, huân nhi vô tội xua xua tay, bĩu môi khẽ cười nói, ta cũng không định, chỉ là không muốn nhìn bộ dáng đó của hắn thôi. Phải biết rằng, cho dù là tiêu viêm ca ca năm đó, cũng không dám bắt người ngoài đường nha. Bị huân nhi phản kích lại, tiêu viêm cười khan vuốt vuốt mũi, năm đó mặc dù hắn có chút cuồng vọng, nhưng cũng không đến nỗi giống mấy tên gia hỏa này. Ô, đây không phải là tiểu thiếu gia của tiêu gia sao? Một năm không gặp, nghe nói ngươi đã bỏ được cái tên phế vật nhìn nữ hài mà mình thích thân mật nói chuyện với tiêu viêm, khoái mắt ra liệt áo giật giật, dưới sự thúc giục của lòng ghen ghét, phát ra tiếng cười âm dương quái khí. Hắn là ai? Ánh mắt liễu tịch đồng dạng có chút âm lãnh, huân nhi lúc trước vẫn không đem hắn để vào mắt, bây giờ lại cùng nam tử khác đàm tiếu, loại đà kích này, thật sự làm cho người tính tình cao ngạo như hắn khó có thể tiếp nhận. Hắc hắc, liễu tịch đại ca, đây chính là thiên tài nổi danh của tiêu gia, tên là tiêu viêm, Trước kia tu luyện hơn 10 năm, đấu khí cũng chỉ có khoảng 3-4 đoạn, nhưng gần đây không biết ăn vào cái gì, tại mấy tháng trước, trực tiếp lên đến 8 đoạn đấu khí. Gia liệt áo bên cạnh âm hiểm cười giới thiệu. Một tên ngay cả đấu giả cũng không phải, cho dù thiên tài đi chăng nữa, vậy cũng không phải chỉ là phế vật. Liễu tịch cười lạnh nói. Nghe liễu tịch nói vậy, khuôn mặt của Huân Nhi lạnh lại, trong đôi mắt như thu thủy kia, ngọn lửa màu vàng, chợt lóe mà qua. Bạn đang đọc chuyện tại www kép Chuyện phun bàn tay vỗ nhẹ nhẹ vào vai Huân Nhi, Tiêu Viêm thản nhiên cười lắc đầu, quay đầu lại, nhìn Liễu Tịch một thân bạch y, ánh mắt tùy ý lướt qua luyện dược sư huy chương trên ngực hắn, mỉm cười nói, ngươi hẳn là người luyện chế hồi xuân tán. Liễu Tịch cười lạnh một tiếng, ướn ướn ngực, ngạo nghễ nói, đúng vậy, ta chính là luyện dược sư mà gia liệt gia tộc mời tới. Tiêu Viêm làm như giật mình hiểu ra, cười dài nói, khó trách, loại thuốc có tác dụng kém như vậy, cũng chỉ có loại luyện dược sư như ngài mới có thể luyện chế ra được, ngài thật không thẹn với sự dạy bảo của sư phụ. Nghe tiểu viêm nói thế, dòng binh đứng xem xung quanh phát ra trận trận tiếng cười, trải qua hành vi bạo lợi của gia liệt gia tộc trước kia, những dòng binh này đối với người làm ra hồi xuân tán, cũng có oán khí không nhỏ, bây giờ lại thấy. Tiêu viêm nhạo bắn hắn ngay trước mặt, tất cả đều có chút sảng khoái. Tiếng cười xung quanh làm khuôn mặt liễu tịch chậm rãi âm trầm, hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm tiêu viêm, người đang chọc vào một địch nhân mà tiêu ra các ngươi không động đến được. Nghe vậy, tiêu viêm có chút ngạc nhiên, cười khổ một tiếng, tay vỗ vỗ chán, cũng không biết nói gì hơn với tên này nữa. Chẳng lẽ hắn cho rằng mình là thân truyền đệ tử của một vị đấu đế sao? Một nhất phẩm luyện dược sư có thể làm tiêu gia trọng thị, nhưng nếu nói không chọc vào được, cũng chỉ là một cái trò cười. Ai, loại đầu óc thế này cũng có thể trở thành luyện dược sư. Thở dài lắc đầu, trong lòng tiêu viêm có chút đồng cảm nhìn Huân Nhi một cái. Sau khi nói chuyện với Liễu Tịch, Hắn rốt cuộc rõ ràng vì sao người có tính tình ôn uyển nhu hòa như Huân Nhi, lại mắng tên gia hỏa này. Tiêu Viêm cũng chẳng muốn nói nhảm với tên đầu óc có chút vấn đề này, vẫy vẫy tay với hơn 10 đại hán phía sau, cười nói, "Đánh, cả chủ cả tớ, nếu bọn chúng dám đến gây sự ở địa bàn của Tiêu gia ta, chúng ta cũng chẳng cần khách khí." Nhìn cử động của Tiêu Viêm, khuôn mặt gia liệt áo cũng hơi đổi, hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Viêm dám làm vậy, "Con ngươi đảo quanh, cười lạnh châm chọc, còn tưởng rằng ngươi tiến bộ bao nhiêu?" thì ra vẫn chỉ là một phế vật dựa dẫm vào thủ hạ mà thôi. Trình độ kích tướng của ngươi còn rất thấp. Tiêu viêm khua khua thiết côn trong tay, nhẹ giọng nói. Ngươi nghĩ nó là kích tướng, vậy cứ cho rằng đó là kích tướng đi, giống loại phế vật như ngươi, căn bản không có tư cách đi cùng huân nhi tiểu thư. Gia liệt áo châm chọc nói, trong mắt xẹt qua một tia hàn quang, không có ý tốt nói, ngươi hẳn đã tiến hành thành nhân nghi thức đi. Hắc, vậy nói cách khác, ta bây giờ khiêu chiến ngươi, ngươi cũng không có lý do để cự tuyệt nữa ngươi thật vô sỉ, tiêu viêm năm nay mới 17, ngươi đã 23, loại khiêu chiến này, ngươi cũng dám nói ra khỏi miệng, nếu ngươi muốn đánh, để bổn tiểu thư đánh với ngươi. Nghe ra liệt áo khiêu chiến, tiêu ngọc nhíu mày, trường tiên trong tay vụt xuống, trên mặt đất xuất hiện một đạo bạch ngân mở nhạt, quát lên khóe miệng khẽ co quắp lại, ra liệt áo cười nhạo nói, diễm phúc của ngươi đúng là không cạn, lại có nữ nhân thay ngươi ra mặt, hắc, tên mềm yếu chỉ biết trốn sau lưng nữ nhân. Ích, 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 tên tiểu bạch kiểm này thật quá kiêu ngạo, tiểu phường chủ, để chúng ta giúp ngươi chơi đùa với hắn một lúc. Nhìn ra liệt áo đốt đốt bức người, một số dòng binh có quan hệ không tệ với tiêu viêm nhất thời lớn tiếng nói. Thấy lời nói của mình gây ra phản ứng lớn như vậy, ra liệt áo khuôn mặt biến đổi, hắn thực lực cũng chỉ có tam tinh. Nếu thật sự khiến cho mọi người tức giận, trong lòng hắn cũng có chút sợ hãi. Liếc mắt nhìn tiêu viêm, ra liệt áo phất phất tay, cười lạnh nói, nếu không dám tiếp nhận, cũng không sao, đi thôi, liễu tịch đại ca, loại người ngay cả khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận, chẳng có gì đáng giá để trọng thị. Liễu tịch âm hiểm cười gật đầu, ánh mắt thèm thuồng dừng lại trên người huân nhi một lúc, mới hung ác nhìn tiêu viêm, hận hận nói, tiểu tử, ngươi chờ xem, ta muốn tiêu ra chủ động đem người mang đến cho ta. Nữ nhân ta nhìn chúng, còn chưa có ai thoát được. Huân Nhi thản nhiên liếc mắt nhìn liễu tịch vẻ mặt dâm uế, trong con người, rốt cuộc hiện lên một tia sát ý lành lạnh gia liệt áo cùng liễu tịch xoay người vài đại hán của tiêu ra vẻ mặt lạnh lùng đã xuất hiện tại cổng của khu buôn bán sau đó giống như một cánh cửa vững vàng đem lối ra chặn lại ta biết ngươi rất muốn đem ta đánh thành tàn phế ân tốt lắm như ngươi mong muốn lời khiêu chiến của ngươi ta tiếp nhận lúc gia liệt áo định phát ra tín hiệu gọi người thanh âm nhàn nhạt của thiếu niên đột nhiên chậm rãi vang lên từ phía sau nghe vậy gia liệt áo đầu tiên là sừng sốt sau đó cười dữ tợn khóe miệng chậm rãi nhách lên, người đã muốn chết, vậy cũng không trách được ta. Chương 86, khiêu chiến chậm rãi xoay người, ra liệt áo quay đầu đi, khóe miệng ý cười thoáng có chút dữ tợn, liễu tịch đại ca, có thể hay không để cho ta cùng hắn chơi đùa. Liễu tịch cười gật đầu, bàn tay trong người ngầm dựng thẳng, âm hiểm cười nói, có cơ hội, không nên lưu thủ. Ra liệt áo con mắt cười híp lại, liễu tịch nói, làm cho hắn đột nhiên nhớ tới một lần lén cùng ra liệt tất đích mật đàm. Ngay lúc đó ra liệt tất, vừa vặn nghe được tin tức tiêu viêm hồi phục tu luyện thiên phú hắn sắc mặt âm trầm trầm mặc hồi lâu sau mới cực kỳ nghiêm túc cùng lạnh lùng đối ra liệt áo nói một câu nếu như sau này ngày nào đó tiểu tử tiêu ra nọ tiếp nhận của ngươi khiêu chiến xuống tay tuyệt đối không nên lưu tình nếu có thể đương chàng đánh chết là tốt nhất cho dù không thể có thể phế đi tay hắn hoặc là chân vậy cũng là vì gia liệt gia tộc giảm bớt một địch nhân kinh khủng trong tương lai trong đầu chậm rãi quanh quẩn cảnh phụ thân nghiêm túc cùng lạnh lùng đang nói Gia liệt áo trên mặt ý cười càng thêm dữ tợn ánh mắt lành lạnh liếc tiêu viêm sắc mặt vẫn bình tĩnh không xa hắn cơ hồ đã có thể dự cảm đến vị thiên tài thiếu niên này sẽ chết non tại chính mình trong tay Gia liệt áo hoàn toàn tin tưởng thực lực bộc phát của mình hắn hiện tại không chỉ đã là tam tinh đấu giả còn tu tập công pháp lại là phong thuộc tính huyền bậc cao giai công pháp phong quyển quyết hơn nữa bản thân còn nắm giữ vài loại đấu kỹ hắn cơ hồ đã có thể vượt cấp khiêu chiến một gã ngũ tinh đấu giả bình mà bất bại mà cùng so sánh, tiêu viêm mặc dù tu luyện thiên phú đã trở về, bất quá mấy tháng trước lúc thành nhân nghi thức, thực lực cũng chỉ mới bắt đoạn đấu khí, cho dù trong đoạn thời gian này, thực lực của hắn lần nữa tinh tiến, nhưng cũng không có thể ngang bằng mình. Đối với điều này, gia liệt áo tuyệt đối có tín tâm. Trên đường lớn, không chỉ có gia liệt áo cho rằng tiêu viêm không thể có một tia thắng, mà chung quanh lính đánh thuê vây xem cùng với tiêu ngọc hai người, cũng đồng dạng cho rằng như thế, mặc kệ tiêu viêm thiên phú kiệt xuất đến mức nào, nhưng dù sao các bậc tranh lệch như thế cũng không nghĩ là có người có thể vượt qua tiểu hỗn đản này ngày thường không phải rất khôn khéo sao như thế nào chúng phải phép khích tướng của tên kia nhìn tiêu viêm vai vác thiết côn tiêu ngọc mặt cười hơi trầm xuống tiến lên trước một bước có chút hậm hực tức giận nói ngươi từ lúc nào lại trở nên cậy mạnh như vậy biết rõ đánh không lại vẫn tiếp nhận cái gì khiêu chiến chán sống sao bị tiêu ngọc mắng tiêu viêm nhẹ nhún vai cười nói còn chưa có bắt đầu đánh ai chán sống còn chưa biết đâu ngươi nhìn tiêu viêm ngoan cố tiêu ngọc oán hận trà trà cước đôi chân ngợi cảm thon dài bước lên phía trước trực tiếp che trước mặt tiêu viêm trường tiên xanh biết trường tiên đem không khí vung lên rung động vẫn là để ta lên đi ta biết ngươi tiềm lực rất không sai nhưng cũng là sau này mới được nhìn tiêu ngọc đưa lưng về phía mình tiêu viêm sửng sốt hắn không nghĩ tới nữ nhân này này từ trước đến nay luôn đối với mình gay gắt trước mặt người ngoài dĩ nhiên lại như thế che chở cho mình có chút không hiểu được, sau đó ánh mắt từ vai Tiêu Ngọc chậm rãi đi xuống, tầm mắt rời qua phía sau lưng, mảnh mai, kiều đồn vảnh cao, cùng với cặp chân dài gợi cảm có thể nói là hoàn mỹ. Có chút kinh ngạc thưởng thức dã man nữ nhân mặt sau đường cong hoàn mỹ, Tiêu Viêm sách sách, miệng không đợi chủ nhân phát giác trước, rất nhanh thu hồi ánh mắt, đầu có chút nghiêng tới trước, nhìn qua tựu giống như đem cảm đặt ở bả vai Tiêu Ngọc, "Ách, người trước kia không phải ước gì ta bị người đánh chết sao?" bên tai chuyển đến tiếng hô hấp làm cho tiêu ngọc thân thể nháy mắt căng thẳng đôi tai mềm mại nhanh chóng nổi lên một tầng phấn hồng một lát sau hít sâu một hơi trong âm thanh thản nhiên thoáng hiện một nét run rẩy ngươi hẳn là minh bạch ngươi đối gia tộc có giá trị như thế nào cho nên ngươi không thể tùy tiện tiếp nhận người khác khiêu chiến là của ngươi biểu tỷ ta có quyền giúp ngươi đỡ một ít nguy hiểm ách thật sự là kỳ quái ngôn luận gãi gãi đầu tiêu viêm bất đắc dĩ phe phẩy bất quá vẫn là quên đi chuyện của ta Ta sẽ giải quyết, nữ nhân gia, vẫn là một bên nán lại đi thôi." Nói xong, trong tay thiết côn mạnh mẽ căng thẳng, thân hình một bên lướt qua Tiêu Ngọc đang che phía trước, bước lên một bước, trực tiếp hướng tới gia liệt áo lao đến. Nhìn Tiêu Viêm vừa động, Tiêu Ngọc nhất thời quính lên, trong tay trường tiên vừa muốn vung lên, thì đã bị thanh âm của thiếu nữ bên cạnh ngăn lại. Tiêu Ngọc biểu tỉ, tin tưởng Tiêu Viêm ca ca đi, hắn không phải là người lỗ mãng, không có nắm chắc, hắn cũng sẽ không chủ động khiêu khích. Huân Nhi, quay đầu lại, Tiêu Ngọc nhìn Huân Nhi đang cười dài, run run, đành thở dài gật đầu, chỉ bất quá Ngọc Thủ vẫn như trước gắt gao nắm chặt Trường Tiên. Hắc hắc, tiểu vương bắt đản, hôm nay ta muốn ngươi hối hận vì hành động ngu xuẩn này. Nhìn chằm chằm Tiêu Viêm tay cầm thiết côn vọt đến, ra liệt áo thản nhiên cười lạnh, thanh sắc đấu khí nơi bàn tay cấp tốc ngưng tụ. Đứng tại chỗ, thân hình bất động, ra liệt áo song trưởng đột nhiên gặp lại thành bộ dáng lợi trảo, nơi đầu ngón tay, thanh sắc đấu khí như ẩn như hiện hội tụ thành 10 cái vuốt nhọn, nhe răng cười một tiếng, thủ trào vũ động, tạo nên một cỗ âm thanh phá gió, hung hăng lao tới công kích tiêu viêm. Cảm thụ trong không trung mơ hồ vang lên tiếng vuốt nhọn xé gió, tiêu viêm con mắt híp lại, tay trái thoáng còn lại mạnh mẽ chém xuống mặt đất phía trước, một cỗ vô hình kình khí kích đánh vào mặt đất, phản lực mạnh mẽ đem thân hình tiêu viêm nhất thời vọt lên. Nhìn tiêu viêm khống chế tốc độ bản thân tạo ra sung lực linh hoạt như thế, chung quanh những lính đánh thuê có kinh nghiệm phong phú đang vây xem, nhất thời sợ hãi phát ra một tiếng than tại lúc thân hình ngừng lại tiêu viêm thiết côn trong tay không chút nào dừng trệ phóng đi như tên nhọn rời khỏi dây cung bắn thẳng đến đầu da liệt áo nhìn thiết côn bắn nhanh tới da liệt áo khinh thường cười lạnh một tiếng một mảng thanh sắc đấu khí đang nắm chặt trong tay cả người chấn động không khí thoáng một trận rung động mấy cái thanh sắc tiểu phong quyển từ hư không đột ngột xuất hiện thiết côn sau khi xuyên qua mấy cái tiểu phong quyển lực đạo lúc này đã có thể dễ dàng bị hóa giải mất đi lực lượng, thiết côn lúc khoảng cách tới đầu ra liệt áo còn khoảng nửa thước thì vô lực rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Ai? Nhìn thấy Tiêu Viêm lần này công kích bị đối phương dễ dàng hóa giải, đám người chung quanh nhất thời bất đắc dĩ phát ra tiếng thở dài, ra liệt áo có được cao cấp công pháp như thế, cơ hồ đã đứng ở thế bất bại. Tiểu Phong quyển, cơn lốc nhỏ. Chương 87, hạ sát thủ tỷ, tình huống Tiêu Viêm tựa hồ không tốt lắm a. À? Nhìn Tiêu Viêm giữa sân mất đi vũ khí, Tiêu chữ có chút không yên nói. Tiêu Ngọc trầm mặt, dầu dĩ nói, ta quản hắn đi tìm chết, chỉ muốn làm anh hùng, hiện tại xem có tốt không, anh hùng không trở thành, lại bị khi dễ mất hết thể diện. Thoáng chút trầm mặc, Tiêu Ngọc thở dài nói, chuẩn bị cứu người đi, ta xem ra liệt áo nọ hỗn đản nọ, tự hồ muốn hạ thủ tàn nhẫn. Tiêu chữ ngượng ngùng gật đầu, bất quá cũng không dám dây vào cơn tức của nàng. Cùng so với Tiêu Ngọc hai người lúc này không yên, Huân Nhi lại có vẻ cực kỳ chấn định, con ngươi đảo qua hạ xuống Tiêu Viêm giữa sân đang rơi vào hạ phong, cái miệng nhỏ nhắn thản nhiên khởi ý cười. Có chút chật vật nghiêng người tránh ra Liệt Áo một lần công kích, Tiêu Viêm thân hình thối lui, nhờ phong thuộc tính công pháp tăng phúc tốc độ, ra liệt áo theo sát mà đến, bàn tay nắm chặt, sắc ngưng trọng nhằm đầu Tiêu Viêm đánh tới. Phía sau không biết khi nào đã là vách tường, mặc dù tránh cũng không thể tránh, nhưng khuôn mặt Tiêu Viêm vẫn như cũ bình tĩnh, chậm rãi đích thở ra một hơi, trên nắm tay, đạm hoàng sắc đấu khí mạnh mẽ tuôn ra mang theo khí thế hung hãn chưa từng có, cùng ra liệt áo, rốt cuộc lần đầu chính diện giao phong. Nhìn tiêu viêm lại dĩ nhiên như vậy, lựa chọn cùng ra liệt áo cứng đối cứng, đám người chung quanh, cũng bắt đầu xôn xao, hai người cấp bậc rõ ràng hơn kém rất xa. Nếu là tiêu viêm tiếp tục lựa chọn tránh né, thì còn có thể kéo dài, nhưng nếu chọn ngạnh kháng, không thể nghi ngờ chỉ có thể đương chàng bị thua. Ngay lúc tất cả mọi người vì tiêu viêm mà tiếc nuối, tiêu viêm nắm tay đang nắm chặt chợt mở ra, một cỗ thôi lực, cường mãnh đột ngột xuất hiện, cách không hung hăng nện lên lồng ngực da liệt áo. Lồng ngực bị kình khí kỳ lạ công kích, da liệt áo thân hình đang lao tới rất mạnh trực tiếp bị đánh bay, khuôn mặt trắng bệch, nhãn đồng tràn ngập dữ tợn, hoảng loạn thốt lên, đây là đấu kỹ gì? Sao lại quỷ bí như thế? Nhìn da liệt áo đang giữa không trung đột nhiên quỷ dị bắn ngược lại, toàn trường đều là vẻ mặt kinh ngạc. Hấp trưởng, bàn tay mở ra, nhắm ngay da liệt áo đang bị bắn đi. Tiêu viêm ánh mắt cực kỳ độc ác lựa chọn thời cơ tốt nhất, nhất thời, hấp lực cùng mãnh, đem ra liệt áo hung hăng kéo lại. Giữa không trung như khối cầu da bị ném qua ném lại, ra liệt áo trong lòng cực kỳ tức giận, cắn răng nhìn tiêu viêm khoảng cách càng ngày càng gần, trên khuôn mặt thoáng nổi lên một nét tàn nhẫn, hữu quyền nắm chặt, thanh sắc đấu khí bên ngoài nắm tay cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng hình thành một dòng chảy nhỏ, huyền giai hạ cấp đấu kỹ, thanh phong toàn quyền. Quyền đầu giữa không trung phát ra âm thanh phá gió, áp lực cực lớn, cư nhiên đem tạp vật bên cạnh tiêu viêm, toàn bộ thổi bay híp mắt lại, cảm thụ được phong áp mạnh mẽ đâm đến, tiêu viêm sắc mặt từ từ nghiêm túc, thân thể đang yên lặng trong nháy mắt xoay trở, chân phải hung hăng đạp lên tường, kinh lực thật lớn, để lại trên mặt tường một dấu chân sâu đến nửa tấc. Nương vào phản lực, tiêu viêm thân thể giữa không trung cấp tốc xoay chuyển, chân phải tạo thành hình cung quỷ dị, ở một khắc này, ống quần mềm mại, tựa hồ cứng rắn như cương thiết. Bát cực băng, mím chặt miệng, tiêu viêm khuôn mặt lành lạnh, sau khi chân phải tại giữa không trung hoàn thành xúc lực gần như hoàn mỹ, rốt cuộc tại trước mắt bao người, cùng trọng quyền của gia liệt áo giao oanh nhau. Đừng! Tưởng chỉ ngươi là tam tinh đấu giả. Trong lúc quyền cước đụng chạm, tiêu viêm trên đùi phải hoàng đấu khí cấp tốc xuất hiện, thản nhiên nhẹ giọng làm cho được gia liệt áo sắc mặt đột biến. Bùng! Quyền cước tương tiếp, một tiếng trầm đục phóng ra như sấm rền, từ chỗ giao tiếp khoách tán. Răng rắc! Giao tiếp trong nháy mắt, ngay sau đó tiếng đầu khớp xương đứt gãy chói tai truyền tiêu viêm cùng ra liệt áo, thân thể cơ hồ là đồng thời bắn ra. Thân thể nặng nề nện lên vách tường sau lưng, tiêu viêm yết hầu ngòn ngọt, ngọt, không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết, lấm chấm điểm trên mặt đất. Nhìn tiêu viêm hộc máu, lính đánh thuê chung quanh đều là tiếc hận thở dài một tiếng, xong ngay lúc bọn họ cho rằng tiêu viêm đã thua, ra liệt áo bị tạc rơi xuống đất, lại đột nhiên cầm lấy tay phải, lăn lộn trên đất chu lên thê lương. Lúc này đang xem, không thiếu người nhãn lực xuất chúng, khi bọn hắn nhìn được ra liệt áo cánh tay cơ hồ đã bị biến hình vặn vẹo, không khỏi hít vào một hơi lương khí, vẻ mặt rúng động. Đường cái thoáng có chút huyên náo, thời khắc này lại đột ngột đích yên tĩnh, từng đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn thiếu niên đang không ngừng thở hổn hển dưới vách tường. Một hồi lâu sau, âm thanh ủng hộ ầm ầm vang lên. Khẽ nhếch cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn, Tiêu Ngọc có chút không thể tin nhìn ra liệt áo trên mặt đất thê thảm chu lên, kinh ngạc nói, tiểu hỗn đản này, dĩ nhiên lại thắng. Hình như là, tay của tên kia, bị tiêu viêm chấn nát. Tiêu chữ nuốt một cái nước bọt, tiêu viêm xuống tay vô cùng tàn nhẫn, làm cho được hắn có chút nhớ tới thảm trạng chính mình lần trước. Bất quá lúc này đây trạng thái của da liệt áo, rõ ràng so mình lúc đó, còn muốn thê thảm hơn thập phần. Nhìn da liệt áo xương cốt cơ hồ đã chui ra khỏi da thịt, tiêu trữ có thể biết tay của người này, hơn phân nửa đã bị phế đi. Nghe tiêu chữ đích xác định, tiêu ngọc một hồi lâu không nói gì, hung hăng liếc mắt tiêu viêm đang không ngừng thở hổn hển, Nguyên lai tiểu hỗn đản đã sớm tiến vào đấu giả, hèn gì không có sợ hãi. Trên mặt đất ngồi hơn 10 phút đồng hồ, Tiêu Viêm thân thể mới chậm rãi bò lên, ánh mắt lạnh lẽo liếc Liễu Tịch đang trợn mắt há hốc mồm không xa, kéo chân phải đã tê bại, nhặt lên thiết côn ở một bên, vẻ mặt hung quang nhằm ra liệt áo đang nằm trên mặt đất chu lên, ra nan đi tới, mới vừa rồi ra liệt áo ra tay, đã lộ ra sát tâm của hắn đối với mình. Đối với muốn mệnh của mình, Tiêu Viêm cũng đồng dạng cũng không làm ra vẻ từ bi vô vị nằm trên mặt đất, nhìn tiêu viêm càng ngày càng gần, da liệt áo ngoài vẻ mặt oán độc còn có chút khủng hoảng. Nuốt một cái nước bọt, hắn cũng nhìn ra sát ý trong mắt tiêu viêm, không khỏi vội vàng nói, ta nhận thua. Tiêu viêm mặt không chút thay đổi, dường như không có nghe thấy, thiết côn trong tay, càng là nắm chặt. Nhìn thiếu niên giữa sân vẻ mặt lạnh lùng, dù là một ít lính đánh thuê sống trong đau thương máu huyết, cũng không thể tàn nhẫn như vậy, tiêu viêm hiện tại. Rất khó có thể đem cùng thiếu niên trước kia suốt ngày mỉm cười hợp cùng một chỗ cước bộ dừng lại, tiêu viêm từ trên nhìn xuống bao quát da liệt áo, đột nhiên nhe răng cười, hai hàm răng sạch sẽ trắng ngoãn, nhưng làm cho da liệt áo trong lòng hàn khí ứa ra. Tới hiện tại, hắn mới biết được, thiếu niên này ngày thường đem mình che giấu dưới bộ mặt ôn thuận, kỳ thật trong tâm so với hắn còn tàn nhẫn hơn. Chết đi, vô dụng. Nhẹ nhàng cười, tiêu viêm. Sát ý từ trong nhãn đồng đen nhánh chợt tăng vọt, trong tay thiết côn tạo nên một tiếng xe gió, hung hăng nhằm đầu ra liệt áo trầm trọng đập xuống. Chương 88, hạ màn nhìn tiêu viêm xuống tay không chút lưu tình, da liệt áo sắc mặt trắng bệch, thần sắc sợ hãi bao phủ khuôn mặt. Trên ngã tư đường, nhìn thấy da liệt áo sắp đổ máu đương tràng, mọi người ở đây cũng không khỏi hít một hơi lương khí. Tiêu viêm loại cử động dứt khoát lưu loát này, làm cho rất nhiều người đang xem lưu lại ấn tượng. Tiêu ngọc khẽ nhách cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn, toàn thân cứng ngắc đứng ở chỗ cũ, tiêu viêm lúc này nói giết liền giết, quả thực phá vỡ hình tượng trước kia ôn hòa của hắn trong lòng, Tiêu Ngọc như thế nào cũng không nghĩ tới, thiếu niên ngày thường luôn cùng nàng đùa giỡn vui đùa này, khi đã phát khởi tàn nhẫn, dĩ nhiên lại đáng sợ như thế. Ánh mắt mọi người đều là di động theo thiết côn trong tay Tiêu Viêm. Xong, ngay khi thiết côn chỉ còn cách đầu ra liệt áo khoảng nửa thước, một tiếng quát tựa như sét đánh ngang tai, tại ngã tư đường đột ngột vang lên, Tiêu gia tiểu tử, khiêu chiến luận bàn mà thôi, cư nhiên lại có dũng khí hạ thủ tàn nhẫn như thế. Nghe tiếng quát ẩn chứa nổi giận, Tiêu Viêm con mắt híp lại, khóe miệng nổi lên một nét cười lạnh trong tay thiết côn chẳng những chưa từng đình chỉ ngược lại lực đạo càng thêm hung hãn nện xuống cút ngay cho ta hành động của tiêu viêm rõ ràng đã khiêu khích lửa giận người đó trong tiếng mắng tức giận kinh khí bén nhọn xe gió gào thét giống như một tia chớp lóe lên cắt ngang qua thiết côn nhất thời thiết côn cứng rắn gãy làm hai đoạn bề mặt cắt bóng loáng như gương bạn đang đọc truyện tại http chu yên phun vên thấy thiết côn dễ dàng bị cắt thành hai nửa Tiêu viêm sắc mặt khẽ biến, hàm răng cắn chặt, trong lòng này sinh ác độc. Vừa muốn cầm nửa đoạn thiết côn còn thừa trong tay cắm vào yết hầu ra liệt áo, thì thanh sắc kình khí kia đã lần nữa kéo tới, áp lực mãnh liệt, dĩ nhiên làm cho Tiêu viêm hô hấp có chút rồn rập. Nhãn đồng hơi co lại, thiết côn ở dưới dùng sức xuyên vào, nhưng giống như bị một tầng vô hình phong màng cách ly, vô luận như thế nào, đều không thể đâm xuống tới. Khóe miệng có quắp một chút, Tiêu viêm tay phải nắm chặt thiết côn. Thân thể tung lên, chợt đột nhiên xoay người, thiết côn trong tay rời khỏi, hóa thành một đạo hắc ảnh, hung hăng bắn về phía bóng người kia. Hừ, nhìn thấy Tiêu Viêm cư nhiên dám ra tay công kích mình, bóng người hừ lạnh một tiếng, hai tay gập lại thành chảo, trước người một trận huy vũ, thanh sắc đấu khí nồng đậm, hình thành vài đạo đạm thanh sắc năng lượng phong nhận. Ngón tay bắn ra, phong nhận rời khỏi, đem thiết côn cắt thành hơn 10 khối sắt vụn. Tuổi còn nhỏ, tâm địa lại ác độc như thế, hôm nay ta thay Tiêu Chiến hảo hảo giáo huấn ngươi một chút sau khi đánh nát thiết côn, bóng người cười lạnh một tiếng, trên song trưởng, thanh sắc đấu khí cấp tốc ngưng tụ, một đạo phong quyển thành hình dưới chân, sau đó giữa không trung, thân hình giống như một viên đạn pháo hướng tiêu viêm đáp xuống, bàn tay vung lên, một đạo đạm thanh sắc đấu khí phong nhận lần nữa đột ngột xuất hiện, nhằm tiêu viêm bạo xuất. Phong nhận sinh ra áp lực mãnh liệt, đem tạp vật trên mặt đất thổi bay sạch sạch sẽ, không lưu chút bụi. Giáo huấn ta, ngươi tính cái giám ác, vẫn là hảo hảo quản con trai ngươi đi. Cười lạnh lắc đầu, Tiêu Viêm đã từ đấu khí thuộc tính nhận ra người đó là gia liệt áo phụ thân, gia liệt tất. Khuôn mặt bình tĩnh nhìn phong nhận bắn đến, lúc chỉ còn cách đỉnh đầu năm thước, Tiêu Viêm bàn tay hướng mặt đất một trường đánh. Ra, vô hình kình khí bạo xuất sau khi tiếp xúc với mặt đất, nhất thời đem Tiêu Viêm thân hình bắn ngược lên không, thân thể giữa không trung đảo lộn, sau đó vững vàng rơi xuống khoảng đất chống người thước phía trước. Phong nhận thất bại, suy một tiếng, trên thạch bản cứng rắn lưu lại vết cắt sâu hơn một tấc. Phụ thân, giết hắn, nhìn bóng người từ không trung đáp xuống, da liệt áo khuôn mặt mừng như điên, oán độc quát to. Hạ xuống đất, da liệt tất sắc mặt âm trầm nhìn cánh tay da liệt áo, trên mặt co lại, trong nhãn đồng sát ý dày đặc xẹt qua, vẫn chưa có trả lời, chân bước một bước, lần nữa vọt mạnh tới tiêu viêm, để ta tới thử xem, tiêu gia thiên tài đến tột cùng có chỗ nào xuất sắc. Từ lúc da liệt tất xuất hiện, đến lúc tiêu viêm lui nhanh, bất quá chỉ là chốc lát thời gian. Nhưng trước mặt mọi người đều nhìn ra ra liệt tất, dĩ nhiên lấy đại đấu sư thân phận đi đánh lén một gã đấu giả thiếu niên hư thanh liền vang lên đầy trời mẹ kiếp gia liệt lão cẩu ngươi cái quả dưa này còn có mặt mà xuất thủ a à. nhìn ra liệt tất không để ý tới song phương thân phận tranh lệch mà xông đến lần nữa tiêu viêm sắc mặt rốt cuộc trở nên có chút khó coi lập tức mắng to tiểu tử ngươi cắt đứt tay con ta còn muốn bình yên vô sự ra đi có lý nào dễ dàng như vậy gia liệt tất chân bước một bước thân hình như một trận gió quỷ dị xuất hiện trên đỉnh đầu tiêu viêm trên khuôn mặt không có biểu tình hiện lên một nét dữ tợn, tay nắm thật chặt, phía trên thanh sắc đấu khí mãnh liệt cấp tốc ngưng tụ thành một dòng chảy thật lớn. Ta ngất, dĩ nhiên còn dùng huyền giai đấu kỹ, gia liệt lão cẩu, mặt mũi gia liệt gia tộc đều bị ngươi làm mất hết a. À. cảm nhận được trên nắm tay gia liệt tất ẩn chứa năng lượng cùng mãnh, tiêu viêm sắc mặt trở nên cực vi khó coi, một bàn tay lặng lẽ xoa giới chỉ đen nhánh trên ngón tay. nơi không xa, nhìn tiêu viêm thân hãm hiểm cảnh đích huân nhi khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ biến chậm rãi thở nhẹ một hơi trong con người trong suốt kim sắc hỏa diễm từ từ thiêu đốt trên tay đạm kim đấu khí cũng bắt đầu ngưng tụ xuất ra kình khí hung hãn xong ngay lúc tiêu viêm chuẩn bị tự cứu cũng là huân nhi chuẩn bị ra tay một đạo âm thanh tràn ngập tức giận lần nữa đột ngột nổ vang trên đường phố mẹ kiếp gia liệt lão cẩu con trai tiêu chiến ta lúc nào lại đến phiên tên tạp chủng ngươi giáo huấn tiếng quát vừa vang lên một đạo nhân ảnh toàn thân rực hồng từ phía bên ngoài hướng đến bàn chân hung hăng đạp xuống thân hình liền như tia chớp xuất hiện trước mặt tiêu viêm ngửa đầu giống một tiếng to trong tiếng giống mơ hồ có tiếng sư ngâm sư sơn liệt khuôn mặt lành lạnh tiêu chiến thiết quyền nắm chặt nhằm ra liệt tất trên đỉnh đầu oanh xuất trên quyền đầu đầu sư tử màu đỏ thật lớn như ẩn như hiện oanh thanh hồng giao tranh tựa như sấm rền phóng nổ vang làm cho người trên đường phố đại bộ phận đều cảm thấy lùng bùng lỗ tai Giữa không trung, hai người thân thể giao anh chấn động, thân hình bạo thối. Tiêu Chiến lúc thối lui, cũng nhân tiện một tay chộp lấy Tiêu Viêm về phía sau. Cước bộ dồn dập trên mặt đất lui ra phía sau vài bước, mỗi một bước đều để lại trên mặt đá rắn một dấu chân mắt thường cũng nhìn được, bởi vậy có thể thấy, song phương lực lượng giao chiến có bao nhiêu cường hãn. Hóa giải kinh khí, Tiêu Chiến âm lãnh liếc ra Liệt Tất không xa, cười lạnh nói, "Ra Liệt Tất, ngươi thật bây giờ lại giống như cậu." "A, à, dĩ nhiên đối với Vãn Bối cũng ra tay." Gia Liệt tất sắc mặt âm trầm, khóe miệng co lại, chỉ vào Gia Liệt áo trên mặt đất, âm lãnh nói, hắn đem con ta đánh thành bộ dáng này, Tiêu Chiến, hôm nay ngươi phải cho ta một cái công đạo. Công đạo? Công đạo cái rắm a. Mới vừa rồi nếu con ta không cơ trí, hiện tại nằm trên mặt đất hẳn nên đổi lại là hắn a. Đến lúc đó, ta còn không phải muốn được ngươi cấp một cái công đạo a. Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng, phiếu hãn mở mồm mắng to. Khiêu chiến lần này là con trai ngươi phát ra, ở đây mọi người đều có thể làm chứng, hơn nữa khiêu chiến, đứt tay gãy chân, rất là bình thường mà, cần gì kinh ngạc. Tiêu chiến khuôn mặt chậm rãi thu liễm, cười tủm tỉm nói. Ngươi! Khuôn mặt dồn dập co quắp vài cái, ra liệt tất nhìn ánh mắt đầy vẻ trêu tức, biết hôm nay đã khó có khả năng ra tay với tiêu viêm. Cho nên, hắn đành phải nghiến răng nghiến lợi nói, đừng để ta có được cơ hội, nếu không, những lời này nên tặng lại cho ngươi. Cười cười, tiêu chiến trong nhãn đồng đồng dạng trợt hiện hung quang, Hảo, hảo, chờ xem. Giận quá thành cười, gia liệt tất tiến lên đem gia liệt áo còn đang thống khổ chu kẹp dưới cánh tay, xoay người rời đi. Lúc đi qua Liễu Tịch, nhìn hắn bộ dáng trợn mắt há mồm, trong lòng lửa giận lần nữa dâng lên, hít sâu một hơi, tức giận trầm giọng nói, "Liễu Tịch tiên sinh, đi thôi." Ách. Vậy cô gái kia? Liễu Tịch đem ánh mắt cam lòng hướng tới Huân Nhi nơi không xa. Khóe mắt dồn dập nhảy vài cái. Gia Liệt Tất hiện tại cơ hồ xúc động muốn đem tên ngu ngốc đầu chỉ có nữ nhân này, đương chẳng phách tử, nắm tay gắt gao nắm lại, một lát sau, cũng bắt mình lộ ra vẻ tươi cười khó coi, việc này, để sau khi trở về bàn bạc kỹ hơn đi. Ai, được rồi. Nhìn vẻ mặt thống khổ của Gia Liệt Tất, Liễu Tịch đành phải không cam lòng gật đầu, ánh mắt dâm tà đảo qua lần nữa trên dáng người linh lung của Huân Nhi, lúc này mới lưu luyến theo Gia Liệt Tất rời khỏi. Đưa mắt nhìn đoàn người Gia Liệt Tất chật vật rời đi. Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét tảo chung quanh, sau đó xoay người, nhìn Tiêu Viêm khóe miệng có một tia máu, ánh mắt chậm rãi nhu hòa, nặng nề vỗ vỗ bờ vai của hắn, chợt chép chép miệng, tiếc rẻ nói, tiểu tử ngươi xuống tay còn chưa đủ tàn nhẫn, gia liệt tất chỉ có một đứa con trai, ngươi nếu như đem ra liệt áo nhanh chóng kết liễu, gia liệt tất hôm nay hẳn là sẽ nổi điên, mà hắn như vậy, ba vị trưởng lão mai phục bên ngoài có cớ để liên thủ đánh chết hắn, sách sách, đáng tiếc. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngạc nhiên, bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã, một bên Huân Nhi cùng Tiêu Ngọc lại bị những lời này làm cho gương mặt ửng đỏ. Nghe Tiêu Chiến nói thế, lính đánh thuê chung quanh không khỏi cảm thấy da đầu tê dại, khó trách con trai tàn nhẫn như thế, nguyên lai là phụ thân, còn muốn sâu hơn. Chương 89, nguyệt hắc phong cao trên bầu trời đêm đen nhánh, trăng bạc nơi cao, ánh trăng nhẹ nhàng phủ trên mặt đất một tầng ngân xa, nhìn qua hết sức thần bí. Trải qua việc ồn ào ban ngày, ô thản thành đêm khuya cũng lâm vào một mảnh hắc ám cùng yên tĩnh trong một ít phòng ốc trên đường phố, ngẫu nhiên truyền ra tiếng nam nhân thở dốc cùng với tiếng nữ nhân vô lực rên rỉ. Bậy bạ quá, tội lỗi tội lỗi DG, Tiêu gia, trong căn phòng hậu viện, thiếu niên lúc này ngửa mặt nằm trên giường, trong nhãn đồng đen nhánh như bầu trời đêm, lúc này hàn quang chợt tiếu trướng. Sư phụ, ngươi hiện tại ở trong trạng thái này, thực lực cực hạn là bao nhiêu? Trầm mặc một hồi lâu, Tiêu Viêm đột nhiên nhẹ giọng dò hỏi. Như thế nào? Trong giới chỉ đen nhánh truyền ra một câu tùy ý hỏi ngược lại, một lát sau, dược lão hàm hồ nói, mặc dù hiện tại chỉ là linh hồn trạng thái, bất quá bằng vào dị hòa, đối phó một ít đại đấu sư hoặc là đấu linh tiểu tạp ngư, hẳn là không có vấn đề gì. Nghe vậy, tiêu viêm khuôn mặt vi hỉ, trong mắt xẹt qua một tia hàn ý. Người muốn đi giết tiểu tử ban ngày nọ. Nhìn thấy bộ dáng này của tiêu viêm, dược lão thoáng có chút kinh ngạc hỏi. Da liệt áo vẫn không đáng để ta lo lắng tới mức đó. Tiêu viêm cười cười, nhàn nhạt nhẹ giọng nói, hai tháng thời gian cũng sắp tới rồi, ta đối với gia liệt gia tộc đã có điểm mất kiên nhẫn, cho nên ta nghĩ len lén đích đem cái tên liễu tịch luyện dược sư kia giải quyết, chỉ cần hắn chết, gia liệt gia tộc không có người luyện chế chữa thương dược, sẽ bị mất đi thị trường. đến lúc đó, cho dù gia tộc còn có thể sinh tồn, vậy thế lực cũng sẽ cũng hạ xuống. từ nay về sau muốn tạo thành uy hiếp đối với tiêu cũng không dễ. Ngô, thật sự là bởi vì mất kiên nhẫn sao? lấy tính tình của ngươi, cũng không giống như người táo bạo a. Chầm mặc một chút, trong giới chỉ, truyền ra tiếng dược lão trêu tức, xem ra người đối với vị kêu là huân nhi cô nương kia thật đúng là, vô cùng để ý a, à. tên kia bất quá chỉ là biểu hiện hạ lưu một chút. Ngươi liền ghi hận trong lòng, thật đúng là một tiểu hài tử thích ăn giấm chua a. À. Nghe vậy, tiêu viêm ngoài mặt có chút phát nóng, bị vạch trần tâm tư, hắn nhất thời có chút thẹn quá thành giận, ta thời gian vốn không nhiều, sao có thể bồi bọn chúng chơi đùa. Cho dù hôm nay không gặp tên kia, ta cũng sẽ dùng thủ đoạn khác. Được rồi, được rồi, vậy không nói chuyện cô nương kia. Nhìn tiêu viêm bộ dáng này, dược lão cười to vài tiếng, trong tiếng cười đầy ý trêu tức, làm cho tiêu viêm bất đắc dĩ đảo đôi mắt trắng dã. Nếu muốn động thủ, vậy hành động liền đi, ta là linh hồn trạng thái, cho nên sẽ mượn tay của ngươi. Đình chỉ diễu cợt, dược lão cười nói. Vội vàng gật đầu, tiêu viêm vội nhảy xuống giường, từ trong lòng móc ra nạp giới màu đỏ sậm. Sau đó lấy ra một bộ áo choàng lớn đen nhánh sớm đã chuẩn bị tốt, cực kỳ thuần thục khoát lên người nhất thời vóc người thiếu niên vốn gầy gò lại hóa thành thần bí hắc bào nhân dáng người ung thũng đi thôi ngươi cái gì cũng không cần làm để ta đến khống chế thân thể ngươi là tốt rồi có ta linh hồn bao vây ngươi cũng không cần lo lắng bị người từ hơi thở nhận ra thân phận nhìn thấy tiêu viêm chuẩn bị xong dược lão cười nhắc nhở một tiếng ân gật đầu tiêu viêm lanh tay lẹ chân tới bên cửa sổ giống như đạo tặc nhìn chung quanh lúc này mới phóng thân nhảy ra ngoài Thân hình từ không trung nhanh chóng hạ xuống, một cỗ lực lượng cường đại từ giới chỉ trên ngón tay truyền ra, thần bí lực lượng nhanh chóng bao lấy toàn thân Tiêu Viêm thân, nhất thời, thân hình đang cấp bách hạ xuống, lại đột ngột trôi nổi giữa không trung, bàn chân tại chỗ điểm nhẹ, thân hình đen nhánh tựa như một đầu ưng thú ẩn mình trong hắc ám, không một tiếng động bay khỏi tiêu ra, cuối cùng biến mất trong bóng đêm mờ mịt. Đêm nay trời cao trăng sáng, giết người hảo thời cơ. Gia liệt gia tộc liễu tịch tiên sinh thật sự còn có thể luyện chế đan dược khác. Ngọn đèn dầu tỏa sáng đại sảnh, vốn ra liệt tất tâm tình đang âm trầm cực độ, nghe được trước mặt liễu tịch thanh âm đắc ý, đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó mừng rỡ hỏi. Phi thường hài lòng thấy bộ dáng ra liệt tất vừa vui mừng lẫn sợ hãi, liễu tịch bưng chén trà bên cạnh lên uống một ngụ, trên khuôn mặt có chút kiêu ngạo, ngoài chữa thương dược, ta còn thể luyện chế một loại đan dược cực kỳ thích hợp cho lính đánh thuê, gọi là xúc lực hoàn, có thể trong khoảng thời gian ngắn, làm cho người dụng dược lực lượng gia tăng ước chừng một thành. Nghe vậy, gia liệt tất ý mừng trên mặt lại đậm thêm vài phần, nếu như thật sự có thể luyện chế ra loại đan dược đặc biệt như thế, vậy gia liệt gia tộc liền có thể mượn đây quảng cáo, có thể thu hồi không ít nhân khí, cuối cùng nói không chừng, còn có thể chèn ép tiêu ra lần nữa. Bất quá loại xúc lực hoàn này, cũng không thể giống như chữa thương dược luyện chế đại quy mô, bằng thực lực của ta, sợ rằng một ngày nhiều lắm chỉ có thể luyện chế chừng 20 hoàn. Liễu tịch có chút tiếc hận nói, A A, 20 hoàn thì 20 hoàn, chúng ta có thể đem đến đấu giá hội, giá cả cao cũng được, dù sao chữa thương dược mới là chủ đạo, chúng ta chỉ là nhờ thứ này thu hồi nhân khí. Gia liệt tất khoát tay cười nói, hắc, gia liệt tộc trưởng, xúc lực hoàn này, ta đích xác có thể luyện chế, bất quá dựa theo ước định của chúng ta, ta tự hồ chỉ phụ trách luyện chế chữa thương dược A. À. Nhìn thấy xúc lực hoàn câu dẫn thành công ý niệm trong đầu gia liệt tất, liễu tịch nhãn châu thiểm động, đột nhiên cười nói, khuôn mặt hơi đổi, lão hồ ly ra liệt tất như thế nào lại không biết chủ ý người này bất quá tới lúc này hắn cũng cười khăn hỏi vậy liễu tịch tiên sinh ý tứ như thế nào ây ây yên tâm ta biết tình huống gia liệt gia tộc hiện tại cho nên cũng không có như sư tử há mồm a à. nhìn ra liệt tất thở dài một hơi liễu tịch nhãn đồng chung sẹt qua một tia dầm đãng tại hạ chỉ là muốn mời gia liệt tộc trưởng hỗ trợ đem đến vị cô nương kêu là tiêu hân nhi kia để ta lộng lại đây trên mặt ý cười còn chưa ra tới chợt cứng ngắc Gia Liệt Tất khoái mắt co quắp một trận, hắn không nghĩ tới, tên này sắc đảm bao thiên, còn dám đem ý niệm trong đầu trực tiếp hướng tới Tiêu gia. "Liễu Tịch Tiên Sinh, nếu như chúng ta Gia Liệt gia tộc động tới người của Tiêu gia, Tiêu Chiến sẽ có cơ tuyên chiến chính diện với Gia Liệt gia tộc chúng ta, đến lúc đó, chỉ sợ cũng không còn là quyết đấu bằng kinh tế, mà là chính thức động đao thương a." Thở dài một hơi, Gia Liệt Tất cười khổ nói, ngón tay gõ lên bàn, Liễu Tịch cười hắc hắc nói, "Cái này không phải vấn đề ta ta quan tâm." mặc kệ tộc trưởng là chuẩn bị ngạnh đoạt cũng tốt, hạ mê hồn dược đem tới cũng được, ta chỉ muốn kết quả, chỉ cần tộc trưởng có thể đem nàng để ta lộng lại đây, ta tùy thời luyện chế xúc lực hoàn. Khóe mắt lần nữa nhảy dồn dập, cho dù ra liệt, tất vô cùng tức giận, nhưng hắn cũng chỉ cười cười nói, hay là để ta suy nghĩ một chút. Ngày mai sẽ cho tiên sinh câu trả lời thuyết phục có được không? Hắc hắc, cũng tốt, tộc trưởng hãy ngẫm lại đi. Thứ ta lắm miệng một câu, kỳ thật hiện tại gia liệt gia tộc cùng tiêu gia cũng đã như nước với lửa, có gì phải ngại thêm một cái ân oán. Âm thanh cười cười, liễu tịch đứng dậy, vỗ vỗ cái mông, nghênh ngang tiêu sái bước ra đại sảnh, hướng phòng mình ở hậu viện bước nhanh. Hôm nay bị vị cô nương thanh liên thoát tục kia khơi dậy dục hỏa trong lòng, hắn hiện tại rất muốn nhanh tìm được một thị nữ trẻ đẹp để giảm nhiệt. Nhìn liễu tịch biến mất tại chỗ rẽ, ra liệt tắt mặt âm trầm, sau một lúc lâu, mới thở dài một hơi, điềm nhiên nói, cái loại vương bát đàn đầu óc toàn là nữ nhân này, sớm muộn cũng chết trên người nữ nhân. Trong một căn phòng ở hậu viện, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ nhìn tiểu lệ nữ tử đánh bất tỉnh trên giường, trên người chỉ khoác một chiếc áo ngủ mỏng manh, xuân quang tuyết trắng mê người lộ ra một mảng lớn. Tên kia đã trở về. Trong giới chỉ dược lão nhẹ giọng, Tiêu Viêm bay nhanh lui vào một góc bí mật, mắt xuyên qua khe hở thật nhỏ, đem căn phòng hết thảy thu vào. Giác chi, cửa gỗ chậm rãi bị đẩy ra, Liễu Tịch chiêu bài nụ cười cùng âm thanh dâm đãng vang lên trong phòng, ha ha, bảo bối, ta đã trở về, tối nay chuẩn bị tiếp nhận hành hạ đi thật sự là cái thứ ngu ngốc tên trùng đầy não mà, dược lão, chuẩn bị động thủ đi. Cười lạnh lắc đầu, tiêu viêm trong lòng lên tiếng nói. Hảo, chờ đã, có biến cố. Chữ hảo còn chưa nói xong, dược lão đã cấp bách quát một tiếng, làm tiêu viêm trong lòng thoát lên một cái. Trên chán tiếng quát bị dược lão hù dọa toát mồ hôi lạnh, tiêu viêm thân thể cứng đờ, động cũng không dám động. Nguồn chuyện, bên trái, trong lòng, dược lão nhẹ giọng truyền ra lần nữa, nghe nhắc nhở, tiêu viêm chậm rãi xoay đầu, đem ánh mắt hướng cửa sổ bên trái căn phòng, nhãn đồng chợt co rụt lại. Nguyên bổn cửa sổ đóng chặt đích đã không biết mở ra lúc nào, ánh trăng nhàn nhạt tràn vào. Chỉ trong chớp mắt, cửa sổ chống chân giờ phút này lại có một thiếu nữ mặc kim sắc váy bào quỷ dị ngồi, trên. Dưới kim sắc váy bào, một đôi chân ngọc trắng toát mượt mà, giữa không trung vẽ lên đường cong mê người. Ánh trăng nhàn nhạt, chiếu trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn của thiếu nữ, tựa như nữ thần ánh trăng, mỹ lệ mà huyền bí. Nhìn thiếu nữ không biết xuất hiện từ khi nào, tiêu viêm đột nhiên cảm thấy yết hầu phát đắng, trong lòng âm thanh gần như rên rỉ. Huân, Huân Nhi, chương 90, liệu lý hậu sự lăm lăm nhìn thiếu nữ như quỷ mị xuất hiện trên bệ cửa sổ. Một hồi lâu sau, tiêu viêm kinh nghi nhẹ giọng lẩm bẩm, nàng tới nơi này làm gì? Hắc hắc, xem tình huống này, tựa hồ nàng cùng ngươi mục đích giống nhau a. À? Dược lão u, u u cà cà khẽ cười nói, nhíu mày, tiêu viêm đem thân thể hoàn toàn đích lui vào bóng tối, chợt có chút trần chờ thầm hỏi, huân nhi đích thực lực, như thế nào trở nên mạnh như vậy? Xem tốc độ nàng xuất hiện, sợ rằng cũng không thua một gã đại đấu sư. Thực lực chân thật của nàng, đích thật là như ngươi ngày thường chứng kiến, bất quá nàng bây giờ rõ ràng là vận dụng một loại bí pháp, khiến cho chính mình thực lực tăng lên trong một khoảng thời gian. Với bối cảnh thân phận của nàng, có được loại bí pháp thần kỳ này, cũng không phải ngạc nhiên. Dược lão thản nhiên cười nói, Nghe vậy, Tiêu Viêm thoáng ngạc nhiên, chợt cười khổ một tiếng, trong lòng đối với bối cảnh thần bí của Huân Nhi, bất đắc dĩ lần nữa cảm thán lắc đầu, không thèm nhắc lại, ánh mắt xuyên thấu qua tấm màn trước mặt, nhìn chăm chú vào căn phòng thoáng có chút quỷ dị. Bạn đang đọc truyện được copy tại bên trong gian phòng, Huân Nhi xuất hiện quỷ mị, vẫn chưa khiến cho Liễu Tịch chú ý, tên này dục hỏa đang trùng não, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm nữ tử xinh đẹp trên giường xuân quang đại tiết, hai tay luống cuống cởi quần áo trên người. Đúng lúc này, Liễu tịch tay đang cởi quần áo chợt cứng đờ, thân là lục tinh đấu giả. Hắn rốt cuộc cũng nhận ra có điểm không thích hợp, thoáng trần chờ một chút, sau đó chậm rãi xoay cổ, ánh mắt phóng tới trên cửa sổ đang mở rộng. Trên cửa sổ, kim sắc váy bò biếng nhát thiếu nữ nghiêng người dựa bên bệ, một đôi nhãn đồng lấp lánh kim sắc hỏa diễm, lạnh nhạt nhìn nam tử quần áo lộn xộn trong phòng. Trên bàn tay trắng nõn, kim sắc hỏa diễm giống như tinh linh, nhảy múa theo một quỹ tích kỳ dị. Liễu tịch ngơ ngác nhìn thiếu nữ dưới ánh trăng, chậm rãi di động ánh mắt, dừng lại trên khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn mà lạnh lùng, trong nhãn đồng không tự chủ hiện lên men say. Dù biết tình huống lúc này không phải, nhưng mỗi lần đối diện, với thiếu nữ dung mạo cơ hồ không chút tì vết cùng khí chất kỳ ảo thoát tục, Liễu Tịch vẫn không nhịn được có chút thất thần. Song chỉ trong nháy mắt, Liễu Tịch bỗng đột nhiên xoay người, bàn chân trên mặt đất nặng nề điểm xuống, thân hình giống như tên rời cung điên cuồng hướng tới đại môn phóng đi. Dưới loại không khí quỷ dị này, cảm giác một cỗ tử vong âm lãnh tới gần, rốt cuộc đem hắn dục hỏa toàn bộ dập tắt. Liễu Tịch mặc dù tự đại, bất quá hắn cũng không thật sự cho rằng, ngay lúc này thiếu nữ xuất hiện quỷ dị kia đặc biệt lại đây tìm mình để tâm sự. Căn phòng mặc dù khá rộng, bất quá lấy tốc độ của Liễu Tịch, từ giường tới cửa cũng bất quá ngắn ngủi vài giây thời gian. Nhìn cửa gỗ gần trong gang tấc, Liễu Tịch nhãn đồng thoát hiện lên một nét vui mừng, chỉ cần thoát khỏi phòng, hắn sẽ có thể lớn tiếng hét lên, đến lúc đó, gia liệt tất nghe được tiếng kêu cứu, hẳn là lập tức chạy tới cứu viện. Xong, ngay lúc Liễu Tịch chạm đến cánh cửa thì hai chân đột nhiên đau buốt, thân hình đang cấp tốc chạy trốn nhất thời nghiêng tới, cuối cùng hung hăng nện lên mặt đất, vài cái răng nương theo máu tươi, bị Liễu Tịch một cái phun ra. Vẻ mặt sợ hãi nhìn xuống, chỉ thấy trên cặp chân, không biết từ khi nào xuất hiện hai cái lỗ máu to bằng nắm tay, bên bờ một mảnh cháy đen, mơ hồ có mùi khét lẹt truyền ra. Người đâu, có người muốn ám sát ta. Liễu tịch trên đùi cơ hồ đau đến muốn ngất đi. Bất quá lúc này, hắn cũng cắn răng há mồm liều mạng kêu to. Vô dụng thôi, căn phòng đã bị khí tức của ta bao phủ, không ai có thể nghe thấy ngươi. Trên bệ cửa sổ, cô gái thản nhiên nói, ngón tay khẽ búng, một cây kim sắc hỏa diễm lợi thứ, tại đầu ngón tay ngưng tụ thành hình. Xem ra, liễu Tịch trên đùi bị thương, hẳn là do thứ này gây ra. Ngươi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ngươi muốn cái gì? Tiền, đan dược, ta cái gì cũng đều cho ngươi, chỉ cần tha cho ta hoảng sợ nhìn thiếu nữ, liễu tịch sắc mặt trắng bệch, tử vong uy hiếp rốt cuộc đã dập tắt sắc tâm của hắn. Lạnh nhạt liếc nhìn liễu tịch đang dãy ruộng không ngừng trên mặt đất, thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy xuống cửa sổ, nhẹ nhàng chậm rãi bước đến. Nhìn huân nhi từ cửa sổ nhảy xuống, tiêu viêm lúc này mới phát hiện, nguyên bổn huân nhi mái tóc đen chỉ gần đến hông, lúc này đây lại buông xuống ở tận kiều đồn, hiển nhiên là do bí pháp kỳ diệu kia làm ra. Trong căn phòng rộng, một thân kim sắc váy bào tượng trưng cho sự cao quý, Thiếu nữ lạnh nhạt hướng Liễu Tịch trên mặt đất đạ gờ không ngừng kêu rên bước tới, đến khi tới trước mặt, cước bộ dừng lại, cúi đầu, chợt nhẹ nhàng cười, khuôn mặt tươi cười làm cho Liễu Tịch trong lòng giật mình sợ hãi. "Ngươi không phải muốn cho người đem ta bắt lại đây sao?" Chậm rãi ngồi xuống, huân nhi trong tiếng nói nhẹ nhàng ẩn chứa một tia lạnh lẽo nhàn nhạt, nhạt. Liễu Tịch nuốt một ngụm nước bọt, trên khuôn mặt đổ một trận mồ hôi lạnh vì quá sợ hãi, cơ hồ làm ướt cả khuôn mặt. "Ta kỳ thật rất ghét động thủ giết người." nhìn Liễu Tịch vẻ mặt sợ hãi, Huân Nhi đột nhiên khẽ thở dài. Nghe vậy, Liễu Tịch trong nhãn đồng thoáng xẹt qua một tia hy vọng, song hắn còn chưa kịp xuất ngôn xin tha, thiếu nữ đã chợt cười lạnh, đem hắn ném vào vực sâu tuyệt vọng. Ta kỳ thật cũng không ngại một vài ánh mắt vô vị, nhưng tại sao ngươi còn muốn xuất ngôn vũ nhục hắn? Ngươi có tư cách gì vũ nhục hắn? Mặc dù hắn có lẽ sẽ không quan tâm với một hạt bụi như người, đối với ngươi cũng không thể. Thật sự không thể. Theo thiếu nữ ngữ khí chợt biến lãnh, kim sắc hỏa diễm tiêm thứ đột nhiên rời khỏi tay, cuối cùng hóa thành một tia chớp kim sắc hung hăng đâm vào ngực Liễu Tịch, nhất thời, một lỗ máu nhanh chóng hiện lên. Chúng một đòn chí mạng trầm trọng, Liễu Tịch nhãn đồng co rụt lại, khuôn mặt trắng bệch từ từ u ám, hai mắt trợn trừng, nhìn qua cực kỳ kinh khủng. Lạnh nhạt liếc nhìn một cái thi thể từ từ đánh mất sinh cơ, Huân Nhi thân thể đứng thẳng, khẽ thở dài một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng hiện lên một nét bất đắc dĩ, thấp giọng lẩm bẩm nói, nếu không phải sợ Tiêu Viêm ca ca trách ta nhiều chuyện, này ô thản thành, đã sớm không có gia liệt gia tộc, đâu còn có thể có nhiều sự tình phiền toái như vậy. Nhẹ lắc lắc đầu, Huân Nhi ánh mắt tùy ý quét qua căn phòng trong vòng, thân hình khẽ nhúc nhích, lần nữa xuất hiện trên cửa sổ, thân thể mềm mại nhảy lên, cuối cùng biến mất trong bóng đêm. Sách sách, cô nàng này thoạt nhìn dịu dàng động lòng người, không nghĩ tới một khi đã muốn giết người, lại dứt khoát lưu loạt như vậy, hắc hắc, xem ra ngươi lần này nhặt được bảo bối a. À. Huân Nhi biến mất không lâu, Dược lão âm thanh trêu tức lại vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Cười khổ lắc đầu, Tiêu Viêm thở dài nói, tối hôm nay tựa hồ là đến không. A, à, hắc hắc, cũng không nhất định, dù cô nương kia hạ thủ không có lưu tình, bất quá dù sao tuổi cũng quá nhỏ, chưa có kinh nghiệm. Dược lão thản nhiên đích cười nói, nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, ngạc nhiên nói, vậy là ý tứ gì? Hãy chờ xem. Dược lão cười thần bí, chợt yên lặng. Nhìn thấy bộ dáng Dược lão, Tiêu Viêm đành phải bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục đem thân thể lui vào trong bóng tối, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú nhất cử nhất động trong phòng. Trong căn phòng hơi có vẻ hôn ám, ngoại trừ tiếng hít thở của thị nữ đang bất tỉnh trên giường, hoàn toàn yên tĩnh. Lần nữa đợi hơn 10 phút đồng hồ, tiêu viêm lông mày bắt đầu nhan lại, nhưng khi nhãn đồng ngẫu nhiên rơi trên thi thể liễu tịch, liền chợt co rụt. Chỗ đại môn, liễu tịch lúc này nguyên bổn đã mất đi sinh cơ, bàn tay chợt có sự rung động rất nhỏ, cơ hồ không thể phát hiện, sau một lát, hai mắt đóng chặt chậm rãi mở ra vẻ u ám trên khuôn mặt cư nhiên cũng lui đi rất nhiều. Hí, nhìn lỗ máu trên lồng ngực, Liễu Tịch hít nhẹ một hơi lương khí, trong ánh mắt tràn ngập oán độc, nữ nhân đáng chết, nếu lúc đi ta không trộm một miếng, quy tức đan từ chỗ sư phụ, hôm nay hẳn thật sự phải bỏ mạng nơi đây. Gia nan vươn tay, Liễu Tịch từ trong lòng móc ra một cái bình ngọc nhỏ, cẩn cẩn rực rực từ đó đổ ra một ít bột phấn màu trắng rắc lên vết thương, sau đó lần nữa móc ra một miếng đan dược xanh nhạt, không chút chần chờ nuốt vào, làm xong mấy động tác nhỏ này, liễu tịch sắc mặt lại trắng bệch thêm vài phần. Lần này trọng thương, sợ rằng phải tốn nửa năm thời gian mới có thể khỏi hẳn. Ngày mai liền để ra liệt gia tộc tiễn ta trở về mời sư phụ theo. Chỉ cần có sư phụ hỗ trợ, tiêu gia tuyệt đối sẽ không sống thêm một ngày. Đến lúc đó, ta muốn đem nữ nhân nọ chơi đùa đến chết mới thôi. Giữ tợn cắn răng, liễu tịch khuôn mặt trắng bệch tràn ngập oán độc. Xin lỗi, quấy dày một chút, ngươi có lẽ không có cơ hội để trở về ngay khi liễu tịch đang ảo tưởng đến thảm trạng thiếu nữ cao quý bị chính mình trà đạp một tiếng cười thản nhiên đột ngột vang lên trong căn phòng âm thanh thình lình phát ra làm cho liễu tịch thân thể chợt cứng đờ khuôn mặt cấp biến gian nan xoay đầu một bóng người toàn thân bao phủ tại dưới hắc bào như một bóng ma từ trong hắc ám chậm rãi đi ra nhà đầu hung hăng này xem ra vẫn muốn để ta xử lý một ít hậu sự a à. dưới hắc bào truyền ra tiếng cười của thiếu niên bàn tay nhẹ nhàng đưa ra, bạch sắc hỏa diễm quỷ dị, chậm rãi xuất ra. Dị hỏa. Nhìn thấy đoàn bạch sắc hỏa diễm quỷ dị, Liễu Tịch Nhãn đồng co rụt, kinh hãi thất thanh. Chúc mừng ngươi đã trả lời đúng, có thưởng. Mỉm cười, Hắc Bảo Nhân bàn tay vung lên, bạch sắc hỏa diễm nhất thời rời khỏi tay, như tia chớp phóng đến đem Liễu Tịch bao trùm. Chỉ trong thời gian ngắn, Liễu Tịch còn chưa kịp kêu lên một tiếng, đã nhanh chóng bị đốt thành một đống. Cho bụi từ nay về sau cái tên liễu tịch nhất phẩm luyện dược sư đã hoàn toàn biến mất trên phiến đại lục này lạnh lùng phủi nhẹ hắc bảo nhân bàn tay vung lên một cỗ kình khí đem cho bụi trên mặt đất quét đi sạch sẽ lúc này mới nhàn nhã nhảy lên cửa sổ đằng không lướt đi không chút kinh động rời khỏi gia liệt gia tộc hắc bảo nhân mũi chân điểm nhẹ thân hình vừa phóng ra được mấy chục thước chợt ngưng đốn bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi chậm rãi ngẩng đầu tại mái lầu đối diện cách đó không xa thiếu nữ mặc kim sắc váy bào tùy ý ngoe nguẩy đôi chân trắng toát mượt mà nhãn đồng ẩn chứa ánh kim diễm nhàn nhạt, nhạt biếng nhác nhìn chằm chằm hắc bào nhân đã dừng lại phía trên người đến tột cùng là người phương nào ngón tay thanh nhã gạt mái tóc bị gió đêm làm phất phơ nơi trán cô gái ngước chiếc cầm thon thanh âm nhẹ nhàng trong phiến tiểu thiên địa chậm rãi quanh quẩn